Nhà đọc truyện hân hạnh giới thiệu bộ truyện Nhất niệm vĩnh hằng của tác giả Nhĩ Căn Mời các bạn cùng nghe truyện nhé Chúc các bạn một ngày tốt lành Chương 321 tới 325 Bạch Tiểu Thuần biến sắc Nhớ tới những lời bên trong ngọc giảng Tiểu ô quy thét vang Hóa thành cầu vòng nháy mắt chui vào trong túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần Biến mất Bạch Tiểu Tử Nếu ngươi chết Quy gia sẽ thắp hương cho ngươi, nhưng mà quy gia thật đáng thương thay, vừa mới chạy thoát khỏi ma trưởng, lại bị khốn ở chỗ này. Tiểu ô quy thét lên, im ngay. Bạch tiểu thuần nổi giận, trống to, con cốc kia, ta biết ngươi có thể nghe được, ngươi thả ta ra ngoài, ta sẽ không làm hại ngươi. Ta cũng hiểu tu sĩ viễn cổ kia hơi quá đáng, nhưng mà hắn đâu có liên quan gì tới ta, ta là vô tội, ngươi thả ta ra, chúng ta không phải là kẻ thù chúng ta thương lượng một chút, không ai làm hại lẫn nhau có được không, chứ nếu ngươi bắt ta phải ra tay thật, ngay cả ta cũng phải sợ kết quả đó. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, lực ép trong cơ thể con cóc còn bùng lên lợi hại hơn, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được sự căm ghét ngập trời, sự phẫn hận khủng khiếp con cóc dành cho tu sĩ viễn cổ kia, giờ chuyển dời thẳng lên người hắn. Ngươi, ngươi ăn hiếp người ta quá đáng, cả người hắn nứt ra, ứa máu, con cóc rõ ràng muốn giết chết hắn, bạch tiểu thuần nghiến răng, làm theo lời hướng dẫn trong ngọc giảng, cầm cái dù đen đâm mạnh xuống dưới chân. Cây dù đâm thẳng vào thịt con cóc. Máu tươi tràn ra, bạch tiểu thuần một tay cầm dù, một tay bấm pháp quyết, miệng đọc chú ngữ, sau đó khẽ quát. Vĩnh dạ, một luồng hắc quang từ vĩnh dạ tán tản ra xung quanh, bao phủ cả động phủ, và hết khu vực xung quanh hắn trong cơ thể con cóc. Hắc quan tỏa ra hình như đã kích phát những cấm chế trong cơ thể con cóc, những điểm cấm chế nổ vang, vì đã qua thời gian quá lâu, đã bị hư hao mất một chút, nhưng vẫn có hơn phân nửa vẫn còn hoạt động, cả ngàn điểm cấm chế trước sau sáng lên, tạo nên những luồng lực hút cực mạnh. Hơn một ngàn điểm cấm chế là hơn một ngàn cái hắc động tỏa ra lực hút, vĩnh dạ tán làm hạch tâm, tạo nên lực hút kinh thiên. Lực hút khủng khiếp này làm con cóc rung rẩy, gào lên dữ dội, sinh cơ do cả ngàn điểm cấm chế hút được đều truyền vào trong vĩnh dạ tán một luồng sinh cơ mạnh mẽ từ cây dù truyền lên theo cánh tay đang cầm dù của bạch tiểu thuần chui vào người hắn oanh bạch tiểu thuần tóc bay phần phật cả người đờ ra trống rỗng khí huyết cũng là sinh cơ điên cuồng truyền vào người hắn bất tử trường sinh công tự động vận chuyển tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh sức mạnh cơ thể của Bạch Tiểu Thuần cũng đang tăng lên với một tốc độ không thể nào tin được. Bộ thiên yêu thân thứ ba. Bộ thiên yêu thân thứ tư. Trong nháy mắt, sau lưng hắn hiện ra bốn bộ thiên yêu thân ngửa mặt lên trời gào thét. Con cốc dãy dụ càng thêm kịch liệt. Những tiếng nổ vang không ngừng, hơn một ngàn điểm cấm chế thi nhau tan vỡ, con cốc không ngừng gào rú thảm thiết. Nhưng lực hút vẫn không hề dừng lại, sinh cơ vô tận từ những điểm cấm chế vẫn không ngừng dũng mãnh cuồn cuộn truyền vào trong vĩnh dạ tán, rót vào trong cơ thể bạch tiểu thuần, ngưng tụ thành những thiên yêu thân. Bộ thứ 5 Bộ thứ 6 Tiểu ô quy cẩn thận thập thò ló đầu ra, thấy cảnh này thì há hốc miệng, vô cùng ganh tị với bạch tiểu thuần. Chết tiệt! Đây là vận khí cức chó gì thế? Tiểu ô quy trợn trắng mắt bất lực, nó đã nhìn ra, nếu bàn về thực lực chân thật một vạn bạch tiểu thuần cũng không phải đối thủ của con cóc thế nhưng những cấm chế trong cơ thể con cóc và cái dù đen đã làm đảo ngược tất cả bảo là bạch tiểu thuần hấp thu sinh cơ của con cóc còn không bằng nói là cây dù hấp thu sinh cơ những gì bạch tiểu thuần phải làm chỉ là cầm lấy cái dù đọc chú ngữ mà thôi đây rốt cuộc là động phủ của ai thủ đoạn cỡ này quả thực hiếm thấy tiểu ô quy thở dài và lúc đó ở bên ngoài trong núi hoang, con cốc lớn gào thét, làm cho thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, núi non đổ sụp, con cốc không ngừng nhảy nhót, va chạm, làm cho mặt đất rung rẩy, cơ thể nó đang héo rũ đi với tốc độ nhanh tới mức mắt thường cũng nhìn thấy được. Chim thú rung rẩy, không ít con chết ngay tức khắc, phạm vi trong vòng ngàn dặm đã trở thành một khu phế tích, con cốc đã nổi điên, cách đó vạn dặm. Năm lão tổ linh khê tông và rất cả danh sách truyền thừa đều đang vận hết tốc lực bay tới thiên giác mặt long cũng đi theo để chỉ đường. Lão tổ đời thứ nhất thần sắc lo lắng, lúc họ nhận được tin của thiên giác mặt long, cũng chính là thời điểm quan trọng đang thu thập thiên thú cốt, không thể nào ngắt bỏ ngang được, đến khi thu thiên thú cốt xong, liền vội vã triệu tập các truyền thừa, vội vàng chạy đi cứu bạch tiểu thuần. Con cốc kia tuy tương đương với nguyên anh hậu kỳ, nhưng nếu dám làm tổn thương thiếu tổ tông ta, lão phu nhất định rút gân lột da nó. Nhất đại lão tổ nghiến răng, thiết một chân, Lý Tử Mặt và hai lão tổ còn lại cũng đều lo lắng. Nếu Bạch Tiểu Thuần thật sự xảy ra chuyện, đối với Nhịch Hà Tông chính là một tai họa lớn. Nếu không có hắn, tương lai sau này Tông Môn nhất định sẽ bị phân liệt và phân tranh. Lý Thanh Hậu bay với tốc độ nhanh nhất, sát ý bốc cao. Thiên Giác Mặt Long căng thẳng, không dám nói nhiều, dùng toàn lực chỉ đường, một đoàn người vèo vèo bay tới chỗ con cóc. Thiên giác mặt long chưa kịp nói gì, tiếng gào vang trời đã từ xa vọng tới, núi non sụp đổ, đất đai vỡ toan, chim thú thi nhau mất mạng, làm cả đoàn người đều hết hồn. Chuyện gì thế, mọi người kinh hãi, lại càng thêm lo lắng. Trong cơ thể con cóc, Bạch Tiểu Thuần đã ngưng tụ xong bộ thiên yêu thứ bảy. Ngay sau đó là bộ thứ tám, bộ thứ chín. Chính bộ thiên yêu thân hiện ra sau lưng hắn, sức mạnh cơ thể hắn bạo tăng, tu hành bất tử trường sinh công, chỉ cần sinh cơ đầy đủ là có thể tăng tiến vô hạn. Năm đó ở huyết khê tông, nhờ huyết khí huyết tổ, đã giúp bất tử trường sinh công của Bạch Tiểu Thuần bay vọt, hôm nay khí huyết của con cốc lại giúp bất tử trường sinh công tăng lên tầng thứ hai. Đạt đến một trình độ khủng bố. Bộ thiên yêu thân thứ 10 đang nhanh chóng hình thành, khi nó hình thành hoàn chỉnh, bất tử trường sinh công sẽ đạt tới tầng thứ hai. Cảnh giới tu la thân sau tu la thân là bất tử kim cương thân. Đến lúc đó, hắn có thể trùng kích tầng gông xiền thứ hai của cơ thể, có thể sẽ thành tựu nguyên đan, hoặc bất tử kim cương đan. Oanh! Bạch tiểu thuần run rẩy khi bộ thiên yêu thân thứ 10 thành hình, linh hải trong cơ thể hắn cũng biến đổi. Tầng thứ bảy linh hải hóa tinh. Tầng thứ tám linh hải cũng hóa tinh với một tốc độ khủng khiếp, tầng thứ 9 cũng đã hóa tinh hơn phân nửa và vẫn còn đang tiếp tục. Tất cả những điều này đều nhờ từ. Vĩnh dạ tán Cây dù này lộ vẻ đầy tà khí, không ngừng hấp thu sinh cơ của con cóc, dù vì những điểm cấm chế bị vỡ, lực hút đã bị giảm đi rất nhiều, nhưng con cóc cũng đã bị hút đến mức sắp chết. Con cóc cố gắng giải dụa, nhưng cơ thể nó vẫn không ngừng càng lúc càng héo rũ hẳn đi trong cơ thể bạch tiểu thuần tầng linh hải thứ 9 đã tinh hóa được 9 phần. Chỉ còn một chút xíu nữa là thành trúc cơ đại viên mãn, sau lưng hắn là bộ thiên yêu thân thứ 10 đã thành hình. 10 bộ thiên yêu thân nhanh chóng chồng lên nhau, mờ dần đi, hóa thành sương mù. Bên trong đám sương mù cuồn cuộn ấy, có một cái gì đó rất kinh khủng đang chấn động. Một cái pháp hoàng cực to lờ mờ hiện ra, pháp hoàng này do hỏa diễm tạo thành, bên trong mơ hồ có rất nhiều hồn phách không ngừng gào rú hai con mắt đỏ rực xuất hiện sau đó bên cạnh chúng là đôi mắt đỏ thứ hai đôi mắt đỏ thứ ba mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh bên trong sương mù có tới ba cái đầu hai cánh tay đen thùi thô to từ trong sương mù thò ra rồi đôi cánh tay thứ hai đôi cánh tay thứ ba xuất hiện sương mù rút lại tạo thành một bộ áo giáp màu đen một thân ảnh hiện ra rõ ràng to cao đội trời đạp đất chấn động thương khung ba đầu sáu tay, quy vũ động trời, chính là Bất tử tu la thân Bạch tiểu thuần mở mắt, đôi mắt rực lên sáng quắc Hồn phách của hắn hình như đã trở về, hắn đã trở lại tỉnh táo bình thường Tay phải cầm vĩnh dạ tán, kết thúc việc thôn vệ con cốc Hắn bay lên, hai tay xé mạnh, xé toan ra một cái lỗ to, hắn bay vọt lên trời chỉ còn thiếu một chút xíu nữa là đạt trúc cơ đại viên mãn, Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, vui sướng không tả nổi. Con cóc khổng lồ bây giờ gầy nhẵn, hấp hối, nếu Bạch Tiểu Thuần không dừng tay, nó đã thành bộ xương khô, nó thoi thóp chút hơi tàn, nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy cầu xin. Nó thật sự đã sợ, lúc trước nó vốn định giết chết Bạch Tiểu Thuần, thoát khỏi vận mệnh bị khống chế. Nhưng bây giờ nó chỉ còn có sợ hãi, chỉ muốn xin Bạch Tiểu Thuần tha cho nó. Nhất là cây dù đen Bạch Tiểu Thuần đang cầm trong tay làm cho cơ thể nó không ngừng run rẩy hồi nãy ta muốn thương lượng với ngươi nhưng ngươi lại không chịu quyết ăn hiếp ta bạch tiểu thuần thở dài ta đã nói rồi nếu bắt ta ra tay thật kết quả của nó ngay cả ta cũng còn phải sợ mà ngươi không chịu tin bạch tiểu thuần lắc đầu rất là cảm khái nghĩ cả đời mình lúc nào cũng quang minh lỗi lạc trước khi ra tay đều nhắc nhở đối phương nhưng chẳng có lần nào người ta chịu tin còn đang cảm khái bỗng thấy từ xa có rất nhiều cầu vồng đang bay tới hắn chớp mắt hầu như không cần suy nghĩ đây đã gần như trở thành bản năng tay bấm pháp quyết chỉ vào con cóc cố gắng bày ra dáng vẻ uy nghiêm cầm hất lên nhàn nhạt mở miệng cốc quái dị vô địch thiên hạ kia dám đấu pháp với bạch tiểu thuần ta hả hừ hừ ngươi có phục hay không đám lão tổ bay tới vừa vặn nhìn thấy một con cóc tiều tụy tới mức làm cho cả đám đều phải giật mình con cóc không còn to cả vạn trượng mà chỉ còn lại có một lớp da gục xuống đất hấp hối mắt đầy sợ hãi nhìn một người đứng trước mặt nó cái người kia mọi người liếc một cái là nhận ra chính là bạch tiểu thuần họ cũng nghe được câu nói của bạch tiểu thuần bối rối quay sang nhìn nhau họ ngàn dặm xa xôi lo lắng chạy tới vốn là định cứu người nhưng thực không ngờ lại nhìn thấy một cảnh thế này lý thanh hậu trợn tròn mắt các truyền thừa khác và các lão tổ cũng há hốc mồm. Thiên giác mặt long không sao tin nổi. Nhìn vóc dáng gầy còm của con nóc, không biết chuyện gì đã xảy ra, không lẽ nó nhận nhầm cốc. Thiên giác, ngươi. Ngươi xác định là con cốc đó chứ? Lão tổ đầu tiên im lặng một lúc, quay sang hỏi thiên giác. Ta. Thiên giác mặt long ngơ ra, ngần ngừ nhìn thật kỹ, làm sao nhận nhầm con cốc này được, nhưng mà. Chuyện đang nhìn thấy quả thực không thể nào tin nổi, nó nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, kính sợ, Bạch Tiểu Thuần giả bộ tới giờ mới nhìn thấy mọi người, cả người hừng hực khí thế, uy nghiêm vô song. Ông quyền cúi đầu xuống. Bái kiến các vị lão tổ, chư vị hảo tâm, Bạch Mổ vô cùng cảm kích, nhưng mà con cóc quái dị này một mình Bạch Mổ đã hàng phục được rồi, Bạch Tiểu Thuần nói một câu, làm thần sắc mọi người càng thêm cổ quái, trơ mắt nhìn cái tên kia khoác lác, nhưng lại không phản bác gì được, làm ai nấy đều thầm cười khổ, thằng nhóc Bạch Tiểu Thuần này, không biết tới bao giờ mới chịu lớn. Ngươi, làm sao ngươi làm được? Lão tổ đầu tiên không nhịn được hỏi, lão cũng nhìn ra tu vi của con cốc này là tương đương với nguyên anh hậu kỳ. Thậm chí đã đến trình độ đại viên mãn, chỉ còn cách thiên nhân một chút cơ duyên. Đệ tử trời sinh thần lực, lại là thiên mạch trúc cơ, lấy tâm cảm động thương khung đánh xuống thiểm điện đầy trời đánh nó trọng thương nhưng vì lòng thương cảm nên dừng tay lại định tha cho nó một mạng bạch tiểu thuần chắp tay sau lưng hất cầm lên tạo vẻ phong khinh vân đạm gió nhẹ mây bay những lời hắn nói thực làm cho tất cả mọi người nghe xong đều muốn đập cho hắn một trận ngay cả lý thanh hậu cũng có cảm giác ấy ông nhìn bạch tiểu thuần đang đắc chí mà cười khổ trong lòng lão tổ chư vị đạo hữu các ngươi tới cứu ta, tuy Bạch Tiểu Thuần rất lợi hại, đã một mình chế ngự con cóc tuyệt thế này, nhưng tình nghĩa đồng môn của các vị, Thuần xin ghi nhớ trong lòng, con cóc quái dị này, nộp cho tông môn đi. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo nhỏ. Bạch Tiểu Thuần ta chỉ trong nháy mắt, dù là hung thú tuyệt thế gì, cũng sẽ đều tan thành mây khói. Mặt lão tổ đầu tiên rúng lại, thật sự chịu không được nữa, trợn mắt trừng Bạch Tiểu Thuần. Sau đó cúi xuống nhìn con cốc khổng lồ, trong lòng vui vẻ, thu hồi con cốc vào. Dù con cốc nguyên khí đã đại thương, nhưng đem về bồi dưỡng cũng sẽ khôi phục lại được một ít tu vi, làm thủ hộ thú linh khê tông cũng là rất tốt. Nhất là trên người nó vẫn còn vương lại một tia khí tức vương thú, làm các lão tổ rất hài lòng, về phần sinh cơ của nó bị thiếu khuyết, đương nhiên các lão tổ đều đã nhìn ra, nhưng chẳng ai nói gì, chỉ là ánh mắt khi nhìn sang Bạch Tiểu Thuần lại mang theo không ít thâm ý nhưng không sao cả truyền thừa linh khê tông họ đều biết tạo hóa của ai là cơ duyên của người đó nếu đồng tông giết đoạt lẫn nhau tất sẽ làm tông môn suy sụp chưa kể bạch tiểu thuần còn là thiếu tổ dù họ có là nguyên anh thật thì cũng không thể quá phận mọi người nhanh chóng xử lý mọi việc bạch tiểu thuần lại ra vẻ cao thủ cô đơn nhưng trong lòng vô cùng đắc ý nơi đây quả nhiên là có tạo hóa a à, không tệ không tệ vậy xem ra, không nên vứt con tiểu ô quy kia đi nữa, có nó, không chừng sau này lại có thêm tạo hóa nữa. Bạch tiểu thuần thỏa mãn, chợt nhìn thấy thiên giác mặt long, nhớ tới cảnh lúc trước, trừng mắt nhìn nó, thiên giác rung lên, lúc thấy con cóc bị hút đi hơn chín phần sinh cơ, nó đã rất kinh hãi, không biết bạch tiểu thuần đã dùng thủ đoạn gì, nhưng rõ ràng là quá sức khủng bố, giờ thấy ánh mắt của bạch tiểu thuần, nó theo bản năng liền ra vẽ lấy lòng, Bạch Tiểu Thuần độ lượng phẩy tay, trong lòng càng thêm thỏa mãn, đoàn người nhanh chóng tới chỗ vòng xoáy, xuyên qua. Vòng xoáy trở về Linh Khê Tông, mọi người rời đi. Vòng xoáy biến mất, thiên giác mặt long lại chìm vào vực sâu, làm người bảo vệ mọi người trở về, có thiên nhân thú cốt, thông thiên chiến thuyền cũng nhanh chóng hoàn thành. Tổng cộng có 3 chiếc thông thiên chiến thuyền, khác nhau, lớn nhất chừng 10 vạn trượng, hừng hực khí thế dù đặt ở đâu cũng sừng sững như một ngọn núi lớn. Khí tức của chiến thuyền còn mạnh hơn cả Nguyên Anh lão tổ, lên tới cấp thiên nhân. Trên Nguyên Anh, chính là thiên nhân cảnh, lấy xương của thiên nhân cảnh hung thú chế tạo chiến thuyền. Dù không phát ra được thiên nhân chi uy thật sự, nhưng cũng đã đủ để chấn nhiếp bốn phương, khiến một đường đi ngược thông thiên hà trở nên cực kỳ an toàn. Một chiếc chiến thuyền to 10 vạn trượng, đủ chứa tất cả tu sĩ xuất chiến của Linh Khê Tông. Chiếc chiến thuyền thứ hai dù nhỏ hơn một chút, chừng 7 vạn trượng, chế tạo chuyên cho huyền khê tông. Chiếc thứ ba chỉ có 3 vạn trượng, ba chiếc chất liệu hoàn toàn giống nhau, có khí tức thiên nhân. Đối với đan khê tông, chỉ một chiếc này đã đủ chứa tất cả mọi người. Còn huyết khê tông. Lúc thương nghị ở Hùng Thành, huyết khê nhất mạch không yêu cầu linh khê chế tạo thông thiên thuyền, hình như họ đã có cách riêng. Ba chiếc chiến thuyền xuất hiện, mọi người đều hiểu, trận chiến quan trọng đã tới. Bạch Tiểu Thuần không muốn ai phải chết, nhưng hắn không phải là thánh nhân, hắn chỉ quan tâm được những người thân và bằng hữu, không thể quản được tất cả mọi người. Nửa tháng sau, Linh Khê Tông rung chuông, tất cả tu sĩ Linh Khê Nhất Mạch có tên xuất hiện trong danh sách xuất chiến. Đều lên thuyền. Tất cả chí bảo, bảo bối đều lấy ra hết, đưa vào trong thuyền, cả cổ quan tài chân linh cũng được các lão tổ cẩn thận đưa lên. Ngay cả Chân Linh cũng mời theo. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, trận chiến này, Linh Khê nhất mạch quả thực đã dùng toàn lực, sau 3 ngày, cả Linh Khê tông đã trở nên gần như trống rỗng, chỉ còn một ít đệ tử ngoại môn ở lại để trông coi sơn môn và mở luôn đại trận phòng vệ, Bạch Tiểu Thuần đứng trên thuyền, nhìn về Sơn môn Linh Khê. Một tiếng nổ vang, chiếc thuyền biến mất. Khi hiện ra, đã ở bên ngoài Lạc Trần Sơn mạch, đây đã là phạm vi truyền tống cực hạn đi thêm tiếp nữa là đã vào địa phận của huyết khê nhất mạch người của huyết khê tông đã đứng chờ sẵn đi tới bái kiến được đệ tử huyết khê tông dẫn đường thông thiên chiến thuyền bay thẳng về phía sơn môn huyết khê tông chưa tới ba canh giờ đã nhìn thấy thông thiên hà xa xa và bàn tay to lớn của huyết tổ thò lên tạo thành ngọn núi tu sĩ linh khê nhất mạch đa số đều chưa bao giờ nhìn thấy sơn môn của huyết khê tông nay được tận mắt nhìn thấy ai cũng trầm trồ. Đó là một cái bàn tay, trời, là một bàn tay từ dưới thông thiên hà thò lên, chỉ là một bàn tay mà thành năm ngọn núi, cơ thể người này không biết khổng lồ tới cỡ nào. Đây là huyết khê tông à? Người của huyết khê tông nhìn thấy thông thiên chiến thuyền đều kinh hãi, là thuyền làm từ cốt của thiên nhân thú, linh khê nhất mạch. Giấu kỹ thật, trong tứ đại mạch, linh khê đúng là kẻ giấu giếm ghê gớm nhất thông thiên chiến thuyền hạ xuống thông thiên hà. Nước sông vàng văng tóe khắp nơi, mọi người hồi hộp, nhìn chiến thuyền lơ lửng trên thông thiên hà. Không bị ăn mòn, không bị hư hại, có uy áp thiên nhân từ thân thuyền tỏa ra, hung linh trong nước cũng tránh ra xa, ai nấy họ reo hoang hô vang dội, huyền khê tông xích hồn lão tổ bất mãn hừ một tiếng. Hàng tông, tài liệu chúng ta đưa, đủ để chế ít nhất 5 cái thông thiên chiến thuyền kia, xích hồn, đừng mất kiên nhẫn thế huyền khê các ngươi với đan khê hàng mổ đã chuẩn bị cho này lão tổ đời đầu tiên của linh khê tông cười ha ha phất tay chiếc chiến thuyền thứ hai xuất hiện sau đó là chiếc thứ ba xích hồn lão tổ gật gù nhìn chiến thuyền mắt nóng lên giá trị của thiên nhân thú cốt còn vượt xa giá trị đống tài liệu họ đưa ra mấy lão tổ đan khê tông nhìn chiến thuyền ba vạn trượng cũng thấy đủ thỏa mãn vì trong tứ đại mạch tông đang khê yếu nhất. Bạch Tiểu Thuần nhìn mọi người, trong lòng thỏa mãn, và tự đắc. Tứ Đại Tông, nhờ ta hỗ trợ, đã hoàn toàn thống nhất. Cái tên Nịch Hà Tông, tuy chỉ bình thường, nhưng cũng là do ta đặt A. Bạch Tiểu Thuần rất tự hào. Hít sâu, thình lình nhìn thấy Tống Quân uyển. Tống Quân uyển mỉm cười nhìn hắn, Bạch Tiểu Thuần đang định giơ tay lên chào lại, thì cánh tay đã bị siết chặt. Hầu tiểu muội giữ chặt cánh tay hắn, trừng mắt nhìn Tống Quân Uyển, sau đó vui vẻ chỉ lên trời. Tiểu Thuần ca ca nhìn kìa, diên vĩ điểu. Bạch Tiểu Thuần vô thức ngẩng đầu, nhìn mấy con chim trên trời, người run run, Trần Mạn Dao đứng sau lưng lão tổ đang khê nhìn chiến thuyền, cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt cô hơi biến đổi, định xoay mắt đi. Bỗng tóc gáy dựng thẳng lên, có một ánh mắt từ trên chiến thuyền của Linh Khê quét thẳng vào cô. Ánh mắt đó không phải của Bạch Tiểu Thuần, mà của một cô gái rất xinh đẹp đứng trong đội ngũ đệ tử của Linh Khê. Cô gái đó mặc áo xanh, gương mặt không thể hiện cảm xúc, đang như cười như không nhìn Trần Mạng Giao. Cái nhìn này làm cả người Trần Mạng Giao lạnh toát, lạnh từ trong ra ngoài, sợ hãi một cách vô thức, cô vội cúi đầu xuống, cả người run rẩy. Cô gái đó là ai? Ánh mắt đó, sao mà đáng sợ, người nhìn Trần Mạng Giao chính là công tôn Nguyễn Nhi cô nàng đang mỉm cười nhìn nắm xung quanh dáng vẻ lười nhác giống như mọi thứ đối với mình đều rất nhàm chán hồi trước chiến tranh và sau chiến tranh đều không làm cô hứng thú duy chỉ có khi nhìn cái người đang cứng đờ đứng bên cạnh hầu tiểu muội trong mắt cô mới hiện lên cảm xúc mà người ngoài không thể nào hiểu được ca ca người với mấy lão bất tử đó có quan hệ gì thế công tôn uyển nhi cười tươi tắn đôi tròng mắt đen lấy trong một cái chớp mắt trở thành màu trắng, nhưng sau đó đã nhanh chóng trở lại màu đen mà không ai hay biết. Tu sĩ huyền khê và đang khê nhanh chóng vọt lên thuyền. Trong huyết khê nhất mạch, thủy tổ phong thần tử nhìn lão tổ đầu tiên của linh khê, hàng tông. Phong thần tử, chi bảo di chuyển cho tam mạch chúng ta đều đã xuất hiện, huyết khê nhất mạch các ngươi có thủ đoạn gì, lấy ra cho chúng ta xem một chút đi. Thấy phong thần tử nhìn mình, hàng tông cười, đắc ý nói. Hàng Tông rất tự hào và ngạo nghễ về ba chiếc thông thiên thuyền cho Tông mình tạo ra. Không cần vội, ngươi sẽ thấy nhanh thôi. Thủy Tổ Phong thần tử hừ một tiếng. Quay sang Bạch Tiểu Thuần. Tán Nhi, chuẩn bị xong chưa? Thủy Tổ Phong thần tử hỏi một cái, ai nấy đều sửng sốt, nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đang đau đầu vì hầu tiểu muội và tống quân uyển, nghe Thủy Tổ gọi, vui sướng ngẩng đầu lên lão tổ, đệ tử chuẩn bị xong, hắn vội rút tay ra khỏi tay hầu tiểu muội nhảy vọt đi. Hầu tiểu muội mỉm cười nhìn theo bạch tiểu thuần, rồi thu mắt lại, đắc ý nhìn tống quân uyển tống quân uyển hừ một cái, cô với hầu tiểu muội chưa bao giờ nhìn nhau vừa mắt. Tốt, huyết khê tông, tất cả tu sĩ trúc cơ, kim đang đi theo ta. Huyết khê thủy tổ lên tiếng. Tất cả trúc cơ hộ pháp, trưởng lão, đại trưởng lão, huyết tử, thái thượng trưởng lão, huyết phách, bảy đại lão tổ đều xuất hiện. Thủy tổ phong thần tử bấm pháp quyết, huyết khí của mọi người bùng lên, tạo thành một cây trụ đỏ, đập mạnh lên cánh tay của huyết tổ. Thân thể huyết tổ, 108 đại huyệt, lên. Phong thần tử hô vang, lão đã chờ đợi ngày hôm nay suốt cả đời mình. Tu sĩ trúc cơ bay ra. Tống quân uyển, tống khuyết, cổ liệt, thần toán tử đều ở trong đó, và với huyết tử, đại trưởng lão của các núi, bay vào cánh tay huyết tổ, sau đó tản tới 108 đại huyệt, có người trấn thủ một mình, có khi là mấy người liên thủ. Huyết tổ thân thể, 72 kiếu. Phong thần tử lại hô. Các thái thượng trưởng lão hú vang, vọt đi. 72 kiếu, cần 72 tu sĩ kim đang tỏa trấn, dùng sức mạnh của bản thân để trấn thủ, nếu tu vi không đủ, thì có thể hai người, ba người và hợp tác. Các thái thượng trưởng lão vừa biến mất, cơ thể huyết tổ bên dưới thông thiên hà xuất hiện những điểm sáng lóng lánh. Những điểm sáng này lần lượt xuất hiện, kéo dần lên cánh tay hóa thành sơ môn, đủ 72 cái điểm sáng. Huyết tổ chi thân, 36 mạch. Thủy tổ lại hét to. Tất cả huyết phách vọt đi, làn da trên cơ thể huyết tổ sáng lên. Nước thông thiên hà như muốn bắn lên trời, một luồng uy áp khó tả xuất hiện hung linh trong thông thiên hà ào ào bỏ chạy không dám ở gần so với thiên nhân khí tức của ba chiếc chiến thuyền trước đó lần này chúng còn sợ hơn ba hồn bảy vía các nguyên anh mỗi người làm một phách tam hồn thiếu khuyết không thể di chuyển huyết tổ chi thân tán nhi ngươi chính là tam hồn huyết tổ có thể đứng dậy hay không đều do ngươi cả huyết khê thủy tổ cười to thân thể nhoáng một cái đã và sáu lão tổ còn lại bay đi. Bảy lão tổ bay lên đầu của huyết tổ, dùng tu vi bản thân, hóa thành phách. Mấy trăm trúc cơ, trên trăm kim đan, hơn mười kim đan thiên kiêu, cộng thêm bảy nguyên anh và tụ lại, muốn làm cho huyết tổ lại đứng lên. Dù chỉ là cử động đơn giản, nhưng dùng cơ thể của huyết tổ thi triển, cũng đủ làm phong vân biến sắc, thiên địa nổ vang. Nhưng, thủy tổ nói không sai, người quyết định thành bại lại chính là bạch tiểu thuần trước khi bạch tiểu thuần xuất hiện huyết khê tông đã từng thử nhiều lần nhưng chưa bao giờ thành công làm cho huyết tổ nhúc nhích dù chỉ một chút xíu bạch tiểu thuần hít sâu bột phát huyết khí hóa thành một làn huyết ảnh bay vào người huyết tổ chui vào trong hắn lập tức cảm nhận được sự hân hoan đón chào của cơ thể huyết tổ giúp tốc độ của hắn nhanh hơn hắn chẳng cần dùng thủ đoạn gì cũng một đường thông suốt không chút trở ngại trúc cơ là huyệt kim đan là khiếu huyết phách là mạch lão tổ là phách còn ta chính là hồn bạch tiểu thuần bay về hướng trái tim của huyết tổ nơi hắn đã từng gặp đổ lăng phỉ hắn nhìn thấy trái tim héo rũ thấy mạch máu giăng mắt khắp nơi đến trái tim nhanh chóng dung hợp vào với trái tim đó thay thế cho nó tiếng tim đập của hắn dần dần truyền khắp bốn phía dần thay thế cho trái tim của huyết tổ những nhịp đập của nó làm các mạch máu xung quanh bắt đầu run rẩy bạch tiểu thuần tản ra thần thức cảm nhận được cơ thể huyết tổ các tu sĩ trúc cơ làm đại huyệt thái thượng trưởng lão làm khiếu huyết phách làm kinh mạch và bảy lão tổ hóa thành phách ta chính là huyết tổ bạch tiểu thuần gầm vang tất cả tu sĩ huyết khê tông trong cơ thể huyết tổ đều nghe thấy câu nói của hắn như tín hiệu tất cả người của huyết khê tông đều hét vang, bộc phát khí huyết toàn thân. Bạch tiểu thuần thân là huyết chủ. Khiến hắn cảm nhận được vị trí của tất cả mọi người và liên hệ được với họ. Tất cả những gì họ còn thiếu trước nay chính là một người có khả năng kết nối ý thức với họ vào một nơi, và người đó phải là huyết chủ. Cơ thể huyết tổ rung chuyển, khiến cả thông thiên hà cuồn cuộn, sơn môn huyết khê tông rung rẩy. Đứng lên đi, đứng lên đi không biết ai là người hô lên đầu tiên, sau đó các tu sĩ huyết khê tông đều đồng loạt hô vang câu này. Nhưng mà, muốn điều khiển huyết tổ, đâu có dễ dàng như vậy. Sự chấn động này kéo dài suốt cả 7 ngày. Buổi trưa ngày thứ bảy, trên bàn tay huyết tổ, cũng chính là sơn môn huyết khê tông, ngón tay ở giữa bắt đầu nhúc nhích. Ngón tay từ từ co lại, làm các kiến trúc xây dựng trên nó bị ép vỡ tan, đất đá tróc ra, Thông thiên hà bao phủ cơ thể huyết tổ cũng cùng cuộn sóng lớn, những ngón tay còn lại cũng lần lượt cử động, tu sĩ Huyền Khê nhìn mà điên cuồng, ba mạch còn lại không ngừng kinh hãi. Không thể nào mô tả được sự rung động này, tận mắt nhìn những ngón tay to như ngọn núi nhúc nhích. Co duỗi, đối với tất cả mọi người, là chuyện chẳng khác gì thần thoại. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng khi việc này xảy ra, mọi tu sĩ đều không tránh khỏi sửng sốt các lão tổ của tam mạch đều biến sắc huyết khê tông huyết tổ nếu thật có thể đứng lên được lão tổ đời đầu tiên của linh khê tông hàng tông tráng rịn mồ hôi lạnh nhận ra bạch tiểu thuần còn quan trọng với huyết khê tông hơn mình nghĩ rất nhiều xích hồn lão tổ hít sâu nuốt nước miếng tráng cũng trướng mồ hôi thầm nghĩ may mà lúc hai tông linh huyết đánh nhau huyết tổ chưa đứng lên được nếu không trận chiến đó nhất định là một phát quét ngang huyền khê tông còn tồn tại một nửa nhân số đã là may lắm. Ngón tay nhúc nhích, cũng kéo dài tới mấy ngày, mấy ngày đó, đất đá không ngừng rơi ra lả tả, sơn môn huyết khê tông không còn hình dạng giống núi, mà đã nhìn ra rõ là một bàn tay. Có những chỗ, còn nhìn thấy được cả làn da. Đến một ngày, năm ngón tay của huyết tô, từ từ khép lại, nắm vào thành nắm đấm, đồng thời, cánh tay của nó cũng bắt đầu chuyển động dù chỉ là một cử động đơn giản nhưng vì nó dính chặt trong đất nên khiến mặt đất trung chuyển nứt toát thành hố những nơi gần thông thiên hà bắt đầu sụp xuống nước sông dền lên cuồn cuộn làm các thông thiên chiến thuyền cũng lắc lư hắn định làm gì di động cánh tay chẳng lẽ chẳng lẽ là muốn đè xuống đất mượn lực đứng lên xích hồn lão tổ nghẹn ngào lão vừa nói xong Mọi người cũng vừa lúc nhìn thấy cánh tay khổng lồ đúng là đang làm đúng hành động đó, đứng lên đi, đứng lên đi. Đứng lên, những giọng nói hô vang như một làn sóng, lần này còn to hơn hẳn lần trước. Nham thạch bám trên cánh tay huyết tổ rầm rầm rớt ra, cánh tay di chuyển nghiến lên ken két, bên trong cơ thể huyết tổ, tất cả mọi người đều đang vận hết lực, người gian nan nhất chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn chẳng những phải tụ hợp ý thức của mọi người vào một chỗ, còn phải tự biến mình thành đầu mối, điều khiển mọi thứ sao cho ăn khớp với nhau. Nửa tháng nay, hắn không ngừng thử nghiệm, không biết đã thất bại bao nhiêu lần. Nhưng hắn không hề bỏ cuộc. Ta là huyết tổ. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, trong lòng hắn lại bừng lên cảm giác mà hắn đã từng có khi nhận truyền thừa, cảm giác rằng hắn chính là huyết tổ. Lần này, cảm giác này rõ ràng hơn lần trước rất nhiều, hắn giơ cao tay phải, ấn mạnh xuống dưới ngay khi hắn giơ tay lên bên ngoài tu sĩ tam tông đều nhìn thấy một cảnh không thể nào tin được đó là bắt đầu rồi cánh tay của huyết tổ nâng lên xoay một vòng về sau bàn tay ấn mạnh xuống đất khuỷu tay dơ cao muốn đè xuống đất để mượn lực đứng lên thông thiên hà cuộn trào như điên cuồng bên dưới mặt nước hai luồng hào quang sáng ngời xuất hiện đó là đôi mắt đôi mắt của huyết tổ mắt của bạch tiểu thuần đôi mắt đã bao nhiêu năm nhắm chặt dưới thông thiên hà, nay lại từ từ mở ra. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 326 tới 330 Tu sĩ tứ mạch của nghịch Hà Tông cả đời sẽ không thể nào quên được hình ảnh hôm nay. Bàn tay to như ngọn núi của huyết tổ ấn mạnh xuống đất, phần còn lại của cánh tay từ dưới thông thiên hà từ từ thò lên. Tất cả mọi người đều ngây ngốc, ngơ ngác nhìn nửa cánh tay từ dưới thông thiên hà trồi lên, nhìn bàn tay đang đè xuống mặt đất. Bàn tay đó như dùng lực, lần nữa ấn mạnh xuống đất. Trào một cái, một cái chỏm đầu như một hòn đảo, từ dưới thông thiên hà trồi lên. Nước sông ào ào nâng lên theo. Thông thiên chiến thuyền mười vạn trượng của Linh Khê Tông nghiêng ngã, ba chiếc chiến thuyền bị sóng đẩy dạt ra. Sau đó, một đôi mắt xuất hiện, tới cái mũi, cái miệng, một tiếng gầm làm cả trời đất trung chuyển từ trong miệng cự nhân truyền ra cánh tay huyết tổ lại ấn xuống lấy thế, lần này tới lượt cái cổ của huyết tổ lộ ra. Nước thông thiên hà dâng lên cả trăm trượng, một cánh tay từ dưới thông thiên hà vươn lên, đặt xuống mặt đất ở bờ bên kia. Mặt đất trung chuyển, xuất hiện đầy khe nước, đất đai đổ sụp. Dưới bàn tay khổng lồ của huyết tổ, mặt đất cứng cũng trở nên mềm nhũng. Hai cánh tay và ấn xuống, một cơ thể kinh thiên từ dưới thông thiên hà từ từ đứng lên. Đầu, cổ, bả vai ngực nửa người trên độ cao tăng lên vùng vụt trăm trượng ngàn trượng vạn trượng đến cuối cùng chỉ mới bộ phận lộ ra khỏi thông thiên hà đã đạt tới độ cao mấy vạn trượng bả vai to rộng chỉ hẹp hơi mặt sông một chút xíu cơ thể tráng kiện mỗi một tấc đều tỏa ra uy áp khủng khiếp phần eo thắt lại như một hình tam giác ngược phần dưới eo vẫn còn chìm bên dưới thông thiên hà nếu nhìn được xuyên qua làng nước sẽ thấy nửa người dưới của huyết tổ đang đứng thẳng chân đạp xuống đáy sông thông thiên hà đối với tu sĩ là rất sâu nhưng đối với huyết tổ thì không huyết tổ cũng chính là bạch tiểu thuần huyết tổ đứng dậy tầm mắt của huyết tổ cũng chính là tầm mắt của bạch tiểu thuần hắn nhìn thấy thế giới xung quanh trở nên nhỏ bé những ngọn núi trong mắt hắn chẳng khác gì đồ chơi nước sông chỉ còn là nước chảy thông thường cây cối trở thành cỏ nhỏ còn tu sĩ chẳng khác gì con kiến. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, hình như muốn hái sao xuống cũng là việc dễ dàng, Bạch Tiểu Thuần không nhịn được, ngửa mặt lên hét dài. Tiếng hét làm trời đất nổ vang, chim thú sợ hãi, hung thú run rẩy, nước thông thiên hà nổ tung, ở một đầu của thông thiên hà, con cá sấu vàng ngẩng đầu lên, trong mắt đầy rung động. Huyết. Tổ. Lão tổ đời đầu tiên của Linh Khê Tông hàng tông run rẩy, Lý Tử mặt, thiết một chân nhân mặt mày tái nhợt. Thực sự là cử động được. Huyết khê nhất mạch, thật là ghê gớm, rõ ràng là muốn dùng cơ thể huyết tổ để đi ngược dòng thông thiên hà, đám nguyên anh của huyền khê nhất mạch cũng ngây người, các lão tổ còn thế, nói chi đám kim đan, trúc cơ. Ai nấy đều phấn khởi, tu sĩ huyết khê kích động quỳ xuống, trống to, bái kiến huyết tổ, bái kiến huyết tổ, trên chiến thuyền của Linh Khê Tông, công tôn Nguyễn Nhi nhìn huyết tổ, nét mặt kỳ quái cô cau mày nhưng lờ mờ nhớ tới cái gì đó nhưng không thể nào nhớ ra được cô nhìn vào mắt huyết tổ tự hồ nhìn thấy được bạch tiểu thuần sự âm u trong mắt cô tăng lên thêm một ít một cô gái nữa cũng nhìn huyết tổ đầy cổ quái có kinh hãi có kính nể và khó tin đó là trần mạng giao không ai thấy ngay cả bạch tiểu thuần cũng không khi hắn điều khiển huyết tổ đứng dậy trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh mơ hồ thân ảnh ấy mặc một bộ trường bào màu đen khuôn mặt mơ hồ không rõ chỉ có thể phân biệt đó là một lão giả trên người tràn ngập khí tức tử vong lão lặng lẽ nhìn huyết tổ ánh mắt mênh mang như đang nhớ lại nếu bạch tiểu thuần nhìn thấy lão hắn sẽ nhận ra lão chính là người thủ lăng năm đó đã cứu hắn một mạng ở lạc trần sơn mạch một hồi lâu sau người thủ lăng khẽ thở dài quay người biến mất, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận cơ thể mình, tu la thân, lại đang từ từ tiếp tục tăng lên. Đáng tiếc huyết tổ đã vẫn lạc, dù có thể điều khiển thân hình, nhưng cũng không thể nào có được đầy đủ sức mạnh thực sự của ông ta khi còn sống, chỉ thi triển được một phần nhỏ mà thôi. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, nhưng chỉ một phần nhỏ đó, lão tổ Nguyên Anh cũng không thể nào chịu nổi, giọng Bạch Tiểu Thuần khàn khàn, vang vang bốn phương, huyết khê nhất mạch, tất cả vào trong cơ thể của ta, những đệ tử còn lại của huyết khê tông đều kích động ào ào bay tới, chui vào trong. Huyết tổ giơ tay, chỉ về phía trước, nghịch hà tông. Toàn quân, xuất phát, huyết tổ di chuyển, nước sông tản ra, cự nhân đi về phía trước, lão tổ hàng tông của linh khê tông hít sâu, phất tay, thông thiên chiến thuyền 10 vạn trượng ào ào rẽ nước. Bám theo sau lưng huyết tổ. Ba chiếc chiến thuyền mở toàn lực, ào ào bay lên trung du tất cả thú trong thông thiên hà đều dạt đi, tránh đường. Thông thiên hải, giải đất trung tâm của thế giới này, là một hải dương vô tận màu vàng, dù là nguyên anh tu sĩ, cũng không dám vượt qua nó nếu không có pháp khí vượt biển. Chỉ có tu vi thiên nhân cảnh mới dám thử sức vượt qua. Bốn hướng đông tây nam bắc của thông thiên hải là bốn cửa biển, rộng vô biên. Tứ đại tông môn ở trên thượng du chính là nằm ở bốn cửa biển này. Tông môn ở phía đông, chính là Tinh Không Đạo Cực Tông, từ đông mạch Trường Hà nhìn lại, sau khi chảy qua một đường rất dài không biết bao nhiêu dặm, Thông Thiên Đông Hà sẽ chia ra bốn nhánh. Chỗ phân nhánh đó, chính là Đông mạch Trung Du Tu Chân Giới, Tinh Hà Viện, Không Hà Viện, Đạo Hà Viện, Cực Hà Viện. Bốn đại tông môn. Trong cả đông mạch Trung Du Tu Chân Giới, bốn đại tông môn này chính là bá chủ, mỗi tông môn đều có sức mạnh tuyệt đối quét ngang tất cả các tông môn nhỏ hơn và các gia tộc tu chân. Đây là sự áp chế tuyệt đối. Dù tứ đại tông hạ du tu chân giới có liên thủ với nhau, cũng không thể trở thành đối thủ của đại tông, lý do chính chỉ có một, chính là lão tổ của hạ du tu chân giới đều là nguyên anh, trong khi lão tổ của bốn đại tông môn trung du tu chân giới lại có thiên nhân. Thiên nhân cảnh. Đây là cảnh giới trên nguyên anh sự chênh lệch của nó với nguyên anh còn nhiều hơn giữa nguyên anh với kim đan muốn chiến đấu vượt cấp là chuyện không có khả năng sự nghiền ép này khiến luôn có khát vọng tiêu diệt đại tông trung du của tông môn hạ du tu chân giới trở thành chuyện nghịch thiên không thể nào xảy ra được và khả năng tu sĩ nguyên anh của hạ du tu chân giới đột phá tu vi bước vào thiên nhân là cực kỳ bé nhỏ dù có thiên tư hơn người cơ hội cũng rất xa vời bởi vì linh lực ở thông thiên hà khác nhau vì tài nguyên khác nhau vì công pháp khác nhau và vì một nguyên nhân nữa là khi thiên nhân tiếp phủ xuống mà không có người hộ pháp thì chắc chắn cửu tử nhất sinh và một nguyên nhân cực lớn đó là tông môn trung du không bao giờ cho phép hạ du dưới trướng xuất hiện thiên nhân để uy hiếp địa vị của họ nhưng những điều này ngày hôm nay đã thay đổi cơ hội ngàn năm một thuở đã xuất hiện không hiểu vì sao không hà viện lại đi chọc giận tinh không đạo cực tông, khiến hai vị thiên nhân hạ xuống, giết chết lão tổ thiên nhân của không hà viện, trúc hồn, tạo thành một cái thiên nhân hồn cực quý. Không chỉ vậy, còn giết hơn bảy thành tu sĩ của không hà viện, chí bảo cũng bị phá hủy bảy tám phần. Thậm chí muốn diệt luôn không hà viện cũng chỉ cần muốn là được, nhưng họ lại không diệt môn, mà bày ra thành một trò chơi. Cứ ném không hà viện ở đó, tạo cơ hội cho bốn đại tông môn hạ du. Không Hà viện bị thương nặng, trở thành món mồi hấp dẫn của khu hạ du. Không Hà viện làm sao cam tâm, tuy bị chế tài, nhưng cho đến nay, họ vẫn còn đứng vững. Sau nhiều năm nữa, chỉ cần một người trong tông tấn chức thiên nhân cảnh, họ sẽ trở lại huy hoàng. Hạ du tứ đại tông hợp nhất, không phải họ không biết, nhưng họ không dám dở trò, vì quy tắc trò chơi tinh không đạo cực tông đã định ra. Họ không dám biến đổi, nghiến răng chịu đựng sự trừng phạt của Tinh Không Đạo Cực Tông. Sơn Môn Không Hà viện xây bên Thông Thiên Hà, Thông Thiên Hà ở khu vực này to hơn khu vực Hạ Du ít nhất cả 10 lần, nhìn từ bờ bên này sang bờ bên kia, chỉ thấy được mơ hồ. Từ đây, Thông Thiên Hà chảy tiếp xuống dài dằng dặc, sau đó tách ra làm bốn nhánh, chính là đông mạch Hạ Du tu chân giới. Lúc này, trong nhánh thứ nhất một cự nhân khổng lồ lộ, lộ nửa người trên mặt sông đang cất bước đi nhanh, nước sông ào ào bị rẽ sang bên, hung linh ác thú trong lòng sông đều bỏ tránh. Một số tồn tại cường hãng trong lòng sông cũng ngần ngừ. Rồi nằm im, để cho cự nhân đi qua lãnh địa. Trên vai cự nhân có một con thỏ. Sau lưng cự nhân là một chiếc thông thiên chiến thuyền 10 vạn trượng rào rạc bay theo, trên chiến thuyền, tu sĩ ngồi chi chít, luôn trong tình trạng đỉnh phong phía sau còn có hai chiếc chiến thuyền một cái bảy vạn trượng một cái hơn ba vạn trượng khí thế như nhau nhất định sẽ có một ngày ta không cần điều khiển thân thể huyết tổ cũng cảm nhận được sự bao la của trời đất bạch tiểu thuần hít sâu cất bước nước sông bị nhấc lên huyết tổ bước một bước chính là xa mấy ngàn trường mấy ngày sau với tốc độ của huyết tổ họ đã tới nơi bắt đầu rẽ nhánh sông Trung Du Thông Thiên Hà, đây là... Đây là Thông Thiên Hà. Sao lớn quá vậy, đây nếu là sông, thì chúng ta chỉ được coi là suối thôi. Tu sĩ Tam Mạch lao nhau, họ cảm nhận được linh khí ở nơi đây nồng đậm không chỉ gấp 10 lần linh khí ở khu vực hạ du của mình đập vào mặt. Có những người chỉ mới hít có mấy hơi, trong người đã vang lên ken két, hình như linh khí nồng đậm nơi đây đã giúp cơ thể vô thức đột phá giới hạn mà lâu nay vẫn chưa vượt qua được. Cái này. Nơi này là trung du, tu vi của ta. Chỉ cần chiến thắng không hà viện, chúng ta sẽ được ở đây. Chỉ cần được ở đây, ta nhất định có thể tu hành đến Nguyên Anh. Nhiều người phấn khởi, những lão tổ nghịch Hà Tông cũng kích động. Họ còn hồi hộp hơn bất cứ ai. Vì đối với họ, thiên nhân mới là mục tiêu của họ. Nếu đứng vững ở đây, với nguồn tài nguyên khổng lồ, linh lực dồi dào, thiên nhân sẽ không còn là yêu cầu xa vời lúc đột phá, cũng không sợ có người tới cắt ngang quấy nhiễu. Bởi vì, tông môn Trung Du có tư cách xuất hiện thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần há miệng, linh khí ào ạt điên cuồng chui vào trong miệng hắn, chi cho tất cả tu sĩ huyết khê tông trong cơ thể huyết tổ, phần còn thừa được Bạch Tiểu Thuần dung nhập hết vào trong người mình. Tầng thứ 9 linh hải vốn chỉ còn thiếu chút xíu là hoàn toàn tinh hóa, nên bây giờ chỉ trong một cái chớp mắt, một cái hít vào đã hoàn toàn hóa tinh. Sau khi hóa tinh, tu vi của Bạch Tiểu Thuần tăng mạnh lên hẳn. Đây là Trúc cơ đại viên mãn chính tầng linh hải sau khi hóa tinh Dung hợp vào với nhau, tạo thành thiên đạo trúc cơ đại viên mãn Trung Du Bạch Tiểu Thuần vui sướng, cảm thấy mình với khu Trung Du thật là có duyên Nếu không làm sao mới vừa vào tới là lập tức đột phá như thế Linh khí ở đây, dù bị hắn dùng toàn lực của cơ thể huyết tổ hít vào, nhưng lại không hề bị tổn thất chút nào, vẫn cứ như vô cùng vô tận. Bạch Tiểu Thuần điều khiển thân thể huyết tổ nhảy lên khỏi thông thiên hà, hạ thẳng xuống đường sông của Trung Du, quanh, nước sông văng khắp nơi, sóng dân cuồn cuộn. Ba chiếc thông thiên chiến thuyền với khí thế hung hăng, bước vào ranh giới của sông Trung Du. Con sông Trung Du rất rộng, khiến Bạch Tiểu Thuần điều khiển thân thể huyết tổ bước đi vô cùng thoải mái linh hoạt hơn hẳn với lúc như đi trong suối hẹp khi trước. Đáy sông cũng sâu hơn, lúc tới ngực huyết tổ. Linh khí nồng đậm giúp tốc độ ba chiếc thông thiên chiến thuyền tăng vọt lên gấp đôi. Trên ba chiến thuyền vang lên tấm bạc lớn, trên viết ba chữ vàng cực lớn. Nghịch Hà tông. Đây là lần đầu tiên Nghịch Hà tông xưng danh ở Trung Du. Gió thổi cuồn cuộn, bạc bay phần phật, vô cùng bắt mắt lúc đầu các lão tổ sợ không điều động được cơ thể huyết tổ nên quyết làm ba chiếc thông thiên chiến thuyền này thật hoành tráng với hai mục đích chấn nhiếp và hiệu triệu chấn nhiếp những kẻ mang ý dòng ngó hiệu triệu những kẻ muốn và họ xây dựng một thế lực mới cho tương lai khu trung du lớn hơn khu hạ du rất nhiều chỉ cần một tông ở đây cũng đủ dung nạp cả một giới tu chân của hạ du trên đường đi hai bên bờ sông thi thoảng có thể nhìn thấy những tông môn gia tộc tu chân nhỏ, đây toàn là những thế lực có quan hệ đặc thù, nên mới được Không Hà viện cho phép xây tông môn ở gần Thông Thiên Hà. Những kẻ này ngày thường đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, đứng với thân phận cao quý của tu chân giới trung du, khinh miệt nhìn xuống tu chân giới hạ du. Nhưng hiện nay, Không Hà viện bị chế tài, họ cũng không ngừng thấp thỏm, thấy ba chiếc Thông Thiên chiến thuyền ngược dòng đi lên, ai cũng mở to mắt bị ba chiếc chiến thuyền chấn nhiếp tới mức rung rung quên cả thở, vì đi trước ba chiếc thuyền đó. Còn có một cự nhân khủng bố khiến họ không dám cả nhìn thẳng. Bọn họ là Nghịch Hà tông, đến từ hạ du tu chân giới. Không ngờ lại có người thực sự muốn đánh Không Hà viện, những tông môn, gia tộc tu chân hai bên bờ sông đều bị kinh hãi, nhìn theo chiến thuyền và cự nhân đi xa, những tông môn này lập tức truyền tin tức ra khắp giới tu chân trung du chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả thế lực trong phạm vi Không Hà viện đều được biết, ba đại viện ở ba mặt kia cũng còn nghe thấy những thế lực tông môn. Gia tộc tu chân thuộc Không Hà viện người sợ hãi, kẻ khẩn trương, kẻ trầm tư, vừa muốn đối kháng, lại vừa chần chừ. Đây chính là cơ hội của Nghịch Hà tông, cũng là cơ hội của Chu thị gia tộc ta, chờ đến khi Nghịch Hà tông nguy cấp, chúng ta sẽ xuất hiện, hợp sức với họ và đánh Không Hà viện, với chiến công này đủ để bảo vệ gia tộc ta ít nhất mấy nghìn năm không suy, liều mạng, không ra tay bây giờ, còn chờ tới chừng nào, thế là, rất nhiều thế lực bắt đầu xuất quân tới không hà viện. Và lúc đó, trên thông thiên hà, tốc độ bạch tiểu thuần hơi chậm lại. Các lão tổ đã thảo luận, không hà viện nằm ở đó, tới trễ một hai ngày với không hà viện cũng đâu có khác gì nhau, nhưng đối với nghịch hà tông, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau họ phải đợi đến khi tin tức được truyền khắp bốn phương, đánh động những kẻ muốn đánh cược, gia nhập liên minh và đánh không hà viện. Bạch Tiểu Thuần thở dài cảm khái, đám lão già này toàn là những con cáo già gian xảo. Họ tụ lại, tính toán xử lý một cái tông môn, vô cùng triệt để. Đánh không hà viện, chúng ta sẽ chia làm ba trận, đám lão tổ ngồi ngay trên vai huyết tổ, lập một vòng cấm chế, tha hồ bàn bạc với nhau. Trận thứ nhất đánh từ đường sông. Trận chiến này, chúng ta phải chiến thắng thật nhanh, tốt chiến tốt thắng, vậy mới đủ sức quy hiếp đám gia tộc Tu Chân và Tông Môn kia, khiến họ tin tưởng gia nhập với chúng ta, đúng vậy. Trận chiến thứ hai, chúng ta sẽ đánh trong rừng. Không Hà Viện quá lớn, hai bên đều là rừng rậm, đánh trong rừng, đương nhiên là đánh giáp lá cà, chắc chắn sẽ rất thê thảm. Mục tiêu trận thứ hai này, là tới sát Sơn Môn không Hà Viện. Hà Hà nên cuộc chiến thứ ba sẽ là sơn môn chiến, trận cuối này mới là trận khó nhất. Khó nhằn không phải tu sĩ không hà viện, mà là không dông tà thụ mỗi trăm năm phải ăn thịt trăm vạn người một lần. Không hà viện thiên nhân lão tổ dù đã vẫn lạc, nhưng không dông tà thụ đó, theo ám tử hồi báo, hình như vẫn còn sống, cái cây đó, có thể đấu với thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần nghe mà kinh hãi, không thể không lưu ý tới cái tên không dông tà thụ. Nửa tháng sau, cuối cùng cũng có một gia tộc tu chân ở bờ sông Quy Hàn gia nhập đi theo Nghịch Hà Tông công kích Không Hà Viện. Nghịch Hà Tông tuy không cho họ lên chiến thuyền, nhưng cũng hứa hẹn đủ điều. Qua nửa tháng nữa, tổng cộng đã có 13 gia tộc tu chân, năm tông môn nhỏ gia nhập vào Nghịch Hà Tông, tạo thành liên minh. Các thế lực đều đã tới quanh Không Hà Viện, không ngừng xem xét thế cục. Thấy đã đủ, Nghịch Hà Tông không lề mề nữa, triển khai tốc độ cao nhất, toàn lực bộc phát. Mấy ngày sau, mọi người đã nhìn thấy trên đầu thông thiên hà có một cây đại thụ rất to vắt ngang qua hai bờ sông. Tán rậm rạp che trời. Đó là một cây dông, tên là Không Dông. Cây này đã sống rất nhiều năm, thân cây cực to, cao cả mấy vạn trượng, rễ cắm xuống cả hai bên bờ sông, rễ cây rủ xuống lòng sông, rậm rạp chằng chịt, hai bên bờ sông, rễ cây tản sâu dưới đất, mọc lên rất nhiều cây con tạo thành một khu rừng cực lớn. Trong rừng nồng mùi máu tanh. Không dông thụ là một loại cây. Rất thích ăn máu thịt. Không dông thụ khổng lồ làm cả nghịch hà tông, dù đã được lão tổ sớm nói cho biết, vẫn phải hít sâu vì kinh hãi. Cây đại thụ này toát ra khí tức tử vong cực mạnh, mặc dù có rất nhiều thân cành đã chết héo, rừng cây hai bên cũng đã bị hủy đi không ít, mang tới cảm giác hỗn độn. Trên thân cây mẹ có một dấu bàn tay cực to, ấn sâu vào thân cây, như muốn ấn bẹp chết không dông tà thụ. Không dông tà thụ tuy chưa chết, chỉ còn thoi thóp, phát huy được một phần nhỏ sức mạnh của thời toàn thịnh, nhưng vẫn dư sức. Quy hiếp bốn phương. Không hà viện chìm ngập trong âm khí, không hề nhìn thấy một tu sĩ nào, nhưng có rất nhiều đôi mắt tàn nhẫn ở trong rừng không dông thụ không ngừng quan sát người của nghịch hà tông. Nhất là huyết tổ, cả thông thiên hà tĩnh lặng, huyết tổ và ba chiếc chiến thuyền xuất hiện trước sơn môn không hà viện hai bên không ai nói một câu nào chỉ va chạm ánh mắt với nhau ở đây không có đúng hay sai dù là không hà viện hay linh khê tông bầu không khí đầy áp lực ngày càng nặng nề khiến không gian như đặt lại xung quanh không hà viện tất cả các thế lực đều đang nhìn vào phong thần tử bái kiến thượng tông huyết khê thủy tổ phong thần tử hiện ra cúi chào không hà viện Hàng Tông, Bái Kiến Thượng Tông Lão tổ đời đầu tiên của Linh Khê Tông xuất hiện thứ hai Xích Hồn, Bái Kiến Thượng Tông, La Đan, Bái Kiến Thượng Tông Hai lão tổ mạnh nhất của Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông liên tiếp theo ra Bái Kiến Không Hà Viện Không Hà Viện vẫn im lìm Những đôi mắt trên không dông tà thụ trở nên phức tạp Sau cả nửa ngày mới vang lên một giọng nói khàn khàn Phong Thần Tử, Hàng Tông, Xích Hồn, La Đan bốn vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Một lão giả tóc trắng xóa đi ra, mặt bên phải của lão có một cái bú như đầu em bé, nhìn rất đáng sợ, theo sau lão có bảy tám người. Tất cả đều là nguyên anh tu sĩ, người mạnh nhất là một lão giả tóc trắng xóa, lão đã là đại viên mãn, trên người đã thấp thoáng có một tia thiên đạo chi ý, chỉ cần có đủ thời gian, lão rất có thể tiến giai thiên nhân. Trận chiến hôm nay, không cần nhiều lời, các ngươi hành lễ thế này, đối với lão phu thế là đã đủ, song đây là quy tắc do Thượng Tông định ra, là đúng hay sai, cũng không phải do hai Tông chúng ta quyết định. Lão giả cười cay đắng, ta chỉ muốn nói một câu, là đám các ngươi. Giọng lão giả nhỏ đi. Khiến bốn người phong thần tử không khỏi phải giọng tai lên cẩn thận lắng nghe, nhưng lão giả mặt có bú thịt đã đột ngột xen vào, giọng nói lạnh băng đầy oán độc và điên cuồng. Đều phải chết, lão vừa cất tiếng, không gian xung quanh ba chiếc thông thiên chiến thuyền trở nên vạn vẹo, mấy vạn người từ trong hư vô đi ra, tu vi của họ không đều, nhưng tốc độ cực nhanh, am hiểu phương pháp di chuyển trong không gian, nhanh chóng dết thẳng vào các chiến thuyền. Bên phía các lão tổ cũng có những người tu vi tương đương xuất hiện xông tới. Sát ý cực mạnh. Rõ là không hà viện muốn thừa lúc nghịch hà tông còn chưa sẵn sàng, muốn ra tay đánh lén, chiếm tiên cơ nhưng ngay lúc không hà viện phát động công kích trên bầu trời có một tiếng nổ vang một thanh kiếm khổng lồ đột ngột xuất hiện hóa thành vô số thanh kiếm nhỏ hơn cả hơn mấy chục vạn thanh đồng loạt chém thẳng vào không dông tà thụ đây chính là huyền khê tông kiếm trận bố trí kiếm trận này đòi hỏi phải có thời gian tuy nhiên nó được kích phát cũng chứng tỏ các lão tổ của nghịch hà tông vốn chẳng hề có bao nhiêu thành ý đúng là ngươi lợi hại thì ta độc ác đây là trận đấu quyết định vận mệnh tông môn, không có sự tồn tại của cái gọi là đạo nghĩa, vì như thế sẽ phải trả giá đắt. Thông thiên chiến thuyền tỏa ánh sáng lóng lánh, tu sĩ không hà viện đều bị cản lại bên ngoài. Không dông tà thụ lóe sáng, lá cây biến ảo múa mây, ngăn cản kiếm trận, đòn đánh lén của cả hai phe đều không giành được tiên cơ, lại còn làm lộ mặt nhau ra, thế nên chả ai thèm nói với nhau lời nào nữa, chiến tranh đã bắt đầu. Những cành cây của Không dông Thụ như những con mãng xà hung tàn. Mang theo những thân ảnh tu sĩ mơ hồ của Không Hà Viện, quất thẳng về phía Nghịch Hà Tông. Tu sĩ Không Hà Viện đều giỏi về thuật pháp không gian, tốc độ di chuyển cực nhanh, lại giỏi ẩn nấp, Không Hà Viện nổi danh trong tu chân giới chính là về thích khách. Không Hà Viện chính là một tông môn thích khách. Hơn 10 vạn tu sĩ Không Hà Viện ồ ạt đánh tới, thân ảnh của họ như đi xuyên qua không gian, đột ngột xuất hiện cả bầu trời đều có bóng dáng họ, nhưng chỉ trong nháy mắt, họ lại biến mất. Thuật pháp quỷ dị này đã giúp họ chiếm được ưu thế khi đấu chiến với tu sĩ nghịch Hà Tông. Những cành cây của tà thụ cũng mang tới sức công kích không kém, những nơi chúng đi qua, gió rít lên ầm ỉ, hai bên bờ sông, không dông tà thụ đột ngột từ dưới đất mọc lên, hóa thành thụ nhân, gầm lên, nhào vào thông thiên hà. Những thụ nhân này có cái cao mấy trượng, có cái mấy chục trượng, cũng có cái cao cả trăm trượng, bên trong là tu sĩ không hà viện ngồi điều khiển. Bạch Tiểu Thuần điều khiển huyết tổ chi thân sông tới trước, ngăn cản đa phần công kích của tu sĩ không hà viện, nước sông tung tóe do hắn bước mạnh tới tạo nên bắn vào tu sĩ không hà viện. Khiến họ đau đớn, kêu lên thảm thiết. Không đếm nổi bao nhiêu chiếc cành tà thụ ào ạt bay tới, quấn chặt lấy huyết tổ chi thân của Bạch Tiểu Thuần. Cành nào cũng tỏa ra sức mạnh kinh thiên, mang theo ý chí của không dông tà thụ bạch tiểu thuần vung mạnh hai tay bức đứt cành tà thụ hắn biết nhiệm vụ của hắn chính là xử lý cây không dông tà thụ này hắn xông về phía tà thụ liên tay chống đỡ những cành tà thụ không ngừng điên cuồng đánh tới trên thông thiên chiến thuyền những ánh sáng trận pháp thi nhau bừng sáng những cự nhân do trận pháp hóa ra gầm lên lao ra khỏi thuyền kiếm trận trên trời xuất ra những đợt kiếm vũ liên miên áp chế cả bầu trời, trong đan khê tông, một cái cự đỉnh được tế ra, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng ấy như chứa chất độc đặc thù, tu sĩ không hà viện bị chạm phải đều run rẩy, còn tu sĩ nghịch hà tông lại khoan khoái sung sướng, thương thế khôi phục nhanh hơn. Có trần mạng giao chỉ huy, tu sĩ đang khê tông lấy độc làm chủ, những làn khói độc bay ra, tản khắp bốn phương. Những tiếng nổ không ngừng vang lên khắp nơi trên bầu trời, ngoài huyết khê tông, lão tổ ba mạch còn lại đều ra tay, đấu với tu sĩ Nguyên Anh của Không Hà viện, bất phân thắng bại, dù tu sĩ Nguyên Anh Không Hà viện số lượng ít hơn Nghịch Hà tông. Tuy nhiên, sự áp đảo về số lượng khiến tu sĩ Kim Đan của Không Hà viện phải liên tiếp bại lui. Ba chiếc thông thiên chiến thuyền thi nhau bắn ra những cột sáng hủy diệt to cả trăm trượng. Trong những cột sáng đó đều ẩn chứa uy áp của thiên nhân thú hồn khiến tu sĩ không hà viện chạm phải nó đều tan thành mây khói ngay tức khắc. Mục tiêu công kích của những cột sáng cũng là không dông tà thụ. Mục tiêu của nghịch hà tông cho tới thời điểm này chính là không dông tà thụ. Cột sáng hủy diệt do thông thiên chiến thuyền bắn ra đều chỉ mang một mục đích là quét dọn chướng ngại cho bạch tiểu thuần tới gần không dông tà thụ. Ba cột sáng thế như chẻ tre bắn thẳng vào không dông tà thụ, khiến cây đại thụ rung mạnh, một tiếng gào thê lương mơ hồ từ trong cây vang ra, chấn cho tu sĩ bốn phương ứ máu miệng. Nhưng huyết tổ chi thân thì không sao cả. Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ngay trước không dông tà thụ, xuất ra một quyền, đấm thẳng vào không dông tà thụ. Cây đại thụ rung rinh mãnh liệt, cả thông thiên hà ầm lên một con sóng cực lớn, một cái rễ to cả mười trượng, dài ngàn trượng được không dông tà thụ rút ra khỏi lòng đất, quất thẳng vào huyết tổ chi thân. Phanh, huyết tổ chi thân không sao, nhưng tu sĩ huyết khê tông trong cơ thể huyết tổ thì phun máu, Bạch Tiểu Thuần biết thời gian cấp bách, lập tức xuất ra thêm một quyền. Một quyền của huyết tổ chi thân. Nếu tu sĩ Nguyên Anh trúng phải, tất bị trọng thương, nhưng không dông tà thụ thì lại không. Tuy vậy, không dông tà thụ cũng hoảng sợ, nó cảm nhận được đối phương mới chỉ phát ra một phần nhỏ sức mạnh của cự nhân này, nếu đối phương phát huy ra được toàn bộ chiến lực, e là một quyền của nó, dù lúc mình toàn thịnh cũng phải vỡ tung. Nhưng chỉ một phần nhỏ này cũng khiến nó kinh hãi, nếu nó còn toàn thịnh thì tốt rồi, dù không chắc làm thân hình kia bị tổn thương, nhưng cũng đủ sức đánh chết người điều khiển bên trong đó. Nhưng bây giờ, muốn làm vậy, nó cũng phải trả giá đắt, Bạch Tiểu Thuần không ngừng công kích, khiến đại thụ lay động mãnh liệt, tu sĩ không hà viện kinh hoàng, muốn xông tới cản. Xong, cái rễ thứ hai, thứ ba thứ tư đã được không dông tà thủ rút ra và công kích Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, chịu đựng bị quất trúng, khu vực trái tim của hắn là chỗ bị ảnh hưởng công kích ít nhất, tuy vậy, hắn cũng ứa máu miệng. Rồi, cái rễ thứ năm, thứ sáu. Đến cái thứ tám được rút ra, thi nhau quất túi bụi. Tu sĩ trong cơ thể huyết tổ không chịu nổi nữa, liên tiếp ngất xỉu, khiến Bạch Tiểu Thuần thao túng huyết tổ chi thân không còn được lưu loát nhưng không dông tà thụ cũng đã bị huyết tổ chi thân oanh kích lũng ra một lỗ. Nếu cứ thế này thì không được. Bạch tiểu thuần hét lớn, thò cả hai tay vào trong lỗ hổng kia, túng mạnh, dùng hết sức lực xé nó ra. Soạt một tiếng, những tiếng tru thê lương đồng loạt vang lên từ trong rừng ở hai bên bờ sông, tu sĩ không hà viện rú lên điên cuồng, tu sĩ Nguyên Anh của không hà viện đang giao chiến trên trời kinh hải. Không dông tà thụ bị bạch tiểu thuần xé toan, kêu lên thảm thiết, trung chuyển cả bầu trời. Nó vùng vẫy dãy dụa, cả trăm chiếc rễ cây to tướng từ dưới thông thiên hà đồng loạt thò lên, công kích huyết tổ chi thân. Tu sĩ trong cơ thể huyết tổ đồng loạt phun máu, không còn điều khiển được cơ thể huyết tổ. Hai cái rễ cực to dài cả mấy vạn trượng từ dưới thông thiên hà thò lên. Hai cái rễ này chẳng những to, mà còn khác hẳn bao nhiêu cái rễ trước, hình như đây chính là rễ cái của không dung tà thụ, một trái một phải như hai cây trụ lớn quốc mạnh vào huyết tổ chi thân. Bạch Tiểu Thuần không kịp nghĩ nhiều, đưa tay trái bắt lấy cái rễ bên trái, kẹp xuống nách, tay phải cũng làm tương tự, kẹp cái rễ bên phải vào nách phải. Oanh oanh hai tiếng, mặt Bạch Tiểu Thuần trắng bệch, mọi sức lực điều khiển còn lại, hắn dồn xuống hai chân huyết tổ. Ta giết không được ngươi, nhưng ta sẽ đóng đinh ngươi xuống đây. Bạch Tiểu Thuần gầm lên dùng huyết tổ chi thân kẹp chặt hai cái rễ cái của không dông tà thụ, chìm xuống nước. Hai cái rễ chính của không dông tà thụ bị hắn kéo xuống. Nó tận lực giãy giụa gào thét, nhưng không rút ra được. Trống. Không dông tà thụ điên cuồng, nhưng không thay đổi được vận mệnh, bị kéo ngã nghiêng xuống nước. Nó đã bị giữ chặt, hơn phân nửa thần thông đều khó mà thi triển được. Bạch Tiểu Thuần sử dụng chút sức mạnh cuối cùng, trống lên một tiếng sóng khí rẽ con sông thành một lối đi, tu sĩ huyết khê tông nhờ sóng khí chi lực bay vọt ra khỏi cơ thể huyết tổ, vọt lên trên mặt nước. Họ đều đã bị thương, nhưng được đỉnh quan của đan khê nhất mạch bao phủ. Vết thương đều nhanh chóng được chữa lành, ba mạch kia cũng đã lướt tới cứu viện, họ nhanh chóng kết thành trận pháp, tạo thành chiến thuật châu chấu đặc trưng của huyết khê tông. Bảy tu sĩ Nguyên Anh hóa thành bảy cái cầu vòng, lao lên gia nhập vào trận chiến Nguyên Anh trên không sự xuất hiện của họ khiến tráng cân cuộc chiến bị nghiêng đi. Mặt trận kim đan đã nghiêng, càng thêm nghiêng. Người cuối cùng thoát ra khỏi miệng huyết tổ là Bạch Tiểu Thuần, hắn vừa lao lên tới mặt sông, là phun máu tươi, song ngay khi hắn lao lên. Từ Linh Khê Tông đã có 8 tu sĩ bay tới. 8 người này, Bạch Tiểu Thuần không xa lạ gì, chính là 8 người và hắn tạo thành chủng đạo để cửu trận, cả bọn không chút chần chừ và Bạch Tiểu Thuần tạo thành trận pháp, hợp trận. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, quanh một tiếng, ánh sáng quanh thân chính người dung hợp lại với nhau, một cự nhân cao trăm trượng do trận pháp hóa thân hiện ra giữa không trung, tay phải nhấc lên, một thanh kiếm đỏ do huyết khí của tu sĩ trung phong huyết khê nhất mạch ngưng tụ ra xuất hiện trên tay cự nhân. Cự nhân chém mạnh ra sau lưng một nhát, khiến một cành tà thủ ý đồ đánh lén bị chém thành hai khúc. Hoành, Biến hóa kinh thiên động địa khiến những ai nhìn thấy đều chấn động, nhất là những gia tộc và tông môn tu chân đang ở xung quanh quan sát run rẩy, da đầu rung lên. Họ đã bị biểu hiện thực lực và quyết tâm của nghịch Hà Tông làm cho chấn kinh. Nhất là cuộc chiến của huyết tổ cự nhân và không dông tà thụ làm cả đời họ cũng không thể nào quên được, và hiện thời, dù miên anh chiến, hay kim đang chiến, không hà viện, đều đang ở hạ phong không dông tà thụ bị huyết tổ cự nhân kiềm chế, khiến các tu sĩ của những thế lực này đều bị kích động, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 331 tới 335. Trên thông thiên hà, chiến ý ngập trời, nghịch hà tông và không hà viện chém giết nhau vô cùng thê thảm. Tuy lão tổ chiến và kim đang chiến, nghịch hà tông đều chiếm ưu thế, nhưng trong trúc cơ chiến và ngưng khí chiến chiến thuật ám sát của không hà viện đã khiến tu sĩ bốn mạch của nghịch hà tông đều phải đau đầu chỉ cần hơi sơ sẩy một cái là mất mạng ngay tức khắc không hà viện là trung du tông môn tuy bị tinh không đạo cực tông kìm hãm làm những cao thủ chiến lực cao cường và trung cấp bị tổn thất khá nhiều nhưng tu sĩ cấp thấp thì không tổn thất bao nhiêu cả thế nên trận địa cấp thấp diễn ra vô cùng thảm thiết may mà nghịch hà tông tứ mạch đã có bước phát triển sau cuộc đại chiến hạ du nhất là đã quen với tông môn chiến quy mô lớn nên sau lúc đầu còn hơi lúng túng về sau đã dần dần lấy lại được thế giằng co cục diện này rất có lợi cho nghịch hà tông chỉ cần lão tổ chiến hoặc kim đan chiến chiến thắng thì họ hoàn toàn có thể nghiền ép không hà viện những tông môn và gia tộc tu chân đã lựa chọn gia nhập nghịch hà tông tuy lén lén lúc lúc nhưng vẫn thò vào hỗ trợ nghịch hà tông thượng quan thiên hữu điều khiển hóa thân tung hoành ngang dọc phi kiếm tạo thành võng kiếm vây quanh hắn, rất là nổi bật. Quỷ nha lặng lẽ hơn hẳn, nhưng ra tay lúc nào cũng ác liệt, quỷ khí đầy trời, những chiếc quỷ thủ đen thui đột ngột xuất hiện, giết chết kẻ địch. Hầu Vân Phi, Công Tôn Vân, những thiên kiêu đến từ huyết khê nhất mạch tống huyết, huyết mai, thần toán tử, cổ liệt, tống quân uyển, cùng ba đại huyết tử và các trưởng lão, người nào cũng thể hiện sáng chói trên chiến trường tương tự còn có huyền khê nhất mạch cửu đảo hắn đã khôi phục thương thế thường ngày luôn phải tránh né bạch tiểu thuần hiện giờ đã có cơ hội phát tiết đệ tử đan khê tông chỉ có một thiên kiêu là trần mạng giao cô gái này rất không tầm thường chỉ huy đại quân tu sĩ đan khê tông lấy độc và chữa thương làm chủ cứ ba năm người một đội hoặc tung khói độc hoặc đi cứu viện nhờ sự có mặt của đan khê tông trận giằng co trở nên có lợi cho nghịch hà tông Trần Mạng Giao còn thể hiện được tài năng về bày trận. Mấy vạn tu sĩ đang khê không một chút lộn xộn, ai nấy hành sự đều đâu vào đấy. Trần Mạng Giao không ngừng ban ra mệnh lệnh, mắt quét khắp chiến trường, cô đã thực sự tỏa sáng, trở thành người thứ hai bị không hà viện để mắt tới. Người thứ nhất ấy à, chính là kẻ chui ra từ trong huyết tổ chi thân, hóa thân thành cự nhân trận pháp, đang vung vẩy cây huyết kiếm cực to do huyết khí ngưng tụ thành kia kìa, bạch tiểu thuần bất kỳ ai cũng nhìn ra được ánh mắt của bạch tiểu thuần và huyết tổ chính là một người huống hồ tuy không hà viện không thể thò xuống quấy nhiễu hạ du tu chân giới nhưng tin tức của hạ du đương nhiên họ đều biết rõ biết ai mới là kẻ khiến cho hạ du tu chân giới nhất thống thế nên bạch tiểu thuần chỉ vừa mới xuất hiện là lập tức bị không hà viện nhắm thẳng vào đa số thích khách đều là xông tới công kích bạch tiểu thuần mắt bạch tiểu thuần đỏ trực chiến trường này khiến hắn ngỡ mình như trở về cuộc chiến ở Lạc Trần Sơn Mạch, cuộc chiến ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên, cuộc chiến ở Hùng Thành. Hắn trống to, huyết khí cuồn cuộn dân trào, tăng cường chiến lực cho tu sĩ huyết khê nhất mạch. Chết! Bạch Tiểu Thuần chém thẳng vào một thụ nhân đang vọt tới. Xung quanh hắn đột ngột xuất hiện bảy tám tu sĩ trúc cơ từ trong hư không hiện ra, tất cả đều đồng loạt công kích về phía hắn. Sau khi Bạch Tiểu Thuần chém thụ nhân làm hai, sau lưng hắn xuất hiện một hư ảnh cực to, là bất tử tu la thân của hắn. Bất tử tu la thân như trở thành một hóa thân thứ hai, các tu sĩ trúc cơ khi công kích trúng vào nó, sự phản chấn khiến họ đều phun máu. Không thể nào tin được. Không thể nào, đây là cơ thể gì, sao đạt được tới mức này, chết tiệt, cái này hình như đã đạt tới mức độ trúc cơ bất diệt, họ nhìn bạch tiểu thuần như nhìn thấy quỷ, nhanh nhẹn lùi lại, toàn lực bỏ chạy trúc cơ bất diệt. Bạch Tiểu Thuần bấm pháp quyết chỉ một cái, huyết kiếm khổng lồ trong tay nổ tung, hóa thành vô vàng huyết khí, ngưng tụ thành một cơn gió lốc với vô vàng huyết kiếm nho nhỏ quét ngang bốn phương. Đám tu sĩ trúc cơ chạy chưa được bao xa đã bị cơn gió lốc huyết kiếm bao phủ. Cơn gió cuốn qua, họ đều biến mất. Cảnh này khiến tu sĩ không hà viện quanh đó đều ngừng thở. Tu sĩ nghịch Hà Tông trên chiến trường đã chết rất nhiều, đa số đều chết vì thích khách, Bạch Tiểu Thuần đầy thù hận lao ra, né không dông thụ, chuyên tìm thích khách để trả thù. Những thích khách bị hắn túng được đều bị tu la thân của Bạch Tiểu Thuần đụng cho nát như. Các thích khách không dám tới gần Bạch Tiểu Thuần nữa, Bạch Tiểu Thuần đang định tiếp tục truy kích, thì sau lưng hắn đã xuất hiện một thụ nhân to gấp đôi các thụ nhân bình thường xông tới. Mắt thụ nhân này lấp lóe tà dị, trên cơ thể còn vương mấy cái đầu lâu, đều là đệ tử Linh Khê Tông, khiến Bạch Tiểu Thuần điên tiết. Trúc cơ bất diệt là cảnh giới vô địch. Chỉ là một tiểu tử hạ du, để ta cho ngươi biết cái gì mới là cảnh giới vô địch, cái gì mới gọi là thân thể trúc cơ bất diệt, trên tà thủ xuất hiện gương mặt một thanh niên với đôi mắt đầy oán độc và điên cuồng. Thiên Kiêu Không Hà Viện, mỗi lần nhìn thấy kiểu điên cuồng này, đều làm ta sinh ra xúc động muốn giúp người ta tỉnh táo ra. Bạch Tiểu Thuần thì thào, lập tức thi triển Hám Sơn Chàng hám sơn chàng vừa ra uy lực đại tăng sau lưng hắn xuất hiện tu la thân thứ hai hai đại tu la thân chồng lên nhau uy lực tăng lên một lần nữa tốc độ của hắn cực nhanh thụ nhân kia còn chưa kịp làm gì bạch tiểu thuần đã hóa thành tàn ảnh tông thẳng vào thụ nhân thụ nhân kia bị tông văn ngược đi như diều đứt dây bay vào trong rừng bờ sông bên kia tạo nên một âm thanh rất lớn khi rơi xuống đất sau đó không còn âm thanh gì nữa hình như như thế không được lịch sự lắm Bạch Tiểu Thuần đắc ý. Ra vẻ kinh ngạc lên tiếng, tám người còn lại trong trận pháp hóa thân của hắn đều cười khổ, rõ ràng ai cũng nhìn ra là Bạch Tiểu Thuần cố ý, hám sơn chàng của hắn, có mấy ai bị hắn tông vào mà không bay, bên bờ không hà viện, trong rừng, trong một cái hố cực sâu, trong hố là một cây không dông thụ vỡ vụn, thật lâu sau, từ trong đó mới có một bóng người run rẩy cố gắng bò ra, chính là tên thiên kiêu mới kêu gào ban nảy trên mặt hắn không còn sự kiêu ngạo hay điên cuồng mà chỉ có sợ hãi và sợ hãi hắn không dám tới bờ thông thiên hà nữa mà khoanh chân ngồi xuống trong lòng rất sợ bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần rất là đắc ý từ lúc ra khỏi cơ thể huyết tổ hắn đã phát hiện ra trong thời gian điều khiển huyết tổ bất tử trường sinh công của hắn đã tăng tiến mạnh mẽ đã tạo ra được bộ tu la thân thứ hai nhưng hắn biết ngoài chiến trường Hắn nhất định sẽ bị người ta chú ý, thế nên mới cố nhịn không bày nó ra, chính là để chờ tới lúc có kẻ tưởng hắn dễ ăn nhào tới ăn hiếp, hắn mới lôi ra, đánh cho kẻ đó văng về. Nhìn theo tên thiên kiêu cuồng vọng bị mình hất bay. Tới giờ vẫn chưa thấy lại bóng dáng, Bạch Tiểu Thuần vô cùng sung sướng. Cho đáng đời giỏi ăn hiếp người ta, Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ mở miệng, tu sĩ không hà viện quanh đấy đều nhìn hắn mà kinh sợ không còn ai dám tới khiêu chiến hắn nữa, cả không dông tử thụ cũng run rẩy mà né hắn ra. Họ né tránh hắn, nhưng trong lòng rất quốc nghẹn, hận không thể đập nát cái trận pháp hóa thân của hắn, để Bạch Tiểu Thuần phải thò ra chiến đấu một mình, đến lúc đó, họ sẽ cho hắn biết, không có trận pháp hỗ trợ. Hắn chẳng là cái đinh gì hết. Chết tiệt, ta không tin hắn sẽ trốn mãi được trong cái trận pháp hóa thân đó, hừ, chỉ cần hắn đi ra, ta nhất định sẽ phải xem chiến lực thật sự của hắn có được bao nhiêu, tu sĩ không hà viện thầm nhũ, nhưng thấy bạch tiểu thuần vọt tới chỗ mình, lại phải không cam lòng tránh đi. Né cái gì, quyết chiến đi chứ, tới đây. Bạch tiểu thuần đắc chí trống to, nhìn mình đi tới đâu, người không hà viện dạt ra tới đó, trong lòng vô cùng thích chí. Không lâu sau, trên chiến trường Kim Đan, phe nghịch Hà Tông cuối cùng cũng đã phát huy được ưu thế về số lượng, dành thế áp đảo, đánh cho tu sĩ không hà viện trọng thương. Tu sĩ Kim đang bắt đầu mất mạng, tu sĩ của cả không hà viện cũng dần phải lùi lại, khí thế yếu hẳn đi, không ngừng bị tu sĩ Kim đang của nghịch hà tông với số lượng áp đảo hơn hẳn đuổi theo, giết chết. Tương tự, cuối cùng cũng có thái thượng trưởng lão nghịch hà tông trở nên rảnh tay, xông vào trận chiến, khiến tu sĩ nghịch hà tông tứ mạch phấn khởi, toàn lực công kích lão giả Nguyên Anh sắp đạt thiên nhân của không hà viện bi ai. Hét to một tiếng, hất văn đám vây công phong thần tử, hàng tông và xích hồn của nghịch hà tông, chỉ vào không dông tà thụ. Thủ hộ sơn môn, mở tông môn đại trận, một màn sáng màu xanh lục cực to từ cây không dông tà thụ bùng ra, bao phủ bốn phương, mang theo lực hút cực mạnh. Lực hút kia nhằm vào tu sĩ không hà viện, chỉ trong chớp mắt tất cả tu sĩ không hà viện đều được hút lên cây không dông tà thụ. Trận pháp hoàn toàn phong bế thông thiên hà, chặn đứt đường công kích của nghịch hà tông. Trận pháp này của không dông tà thụ chưa hoàn hảo. Mà bị hai lỗ hổng to, một lỗ bên trái, một lỗ bên phải. Hai lỗ hổng đó đã làm trận pháp bị yếu hẳn. Bỏ thông thiên hà, tản vào rừng hai bên bờ sông, thực hiện trận chiến thứ hai. Cùng dết vào sơn môn không hà viện, lão tổ hàng tông quát to, huyết khê mạnh nhất và đang khê yếu nhất hợp vào với nhau, nhảy lên bờ trái, hai tông còn lại, nhảy lên bờ phải, cùng nhắm thẳng vào sơn môn. Cuộc chiến trong rừng bắt đầu. Trong rừng cây cối rậm rạp, không thích hợp cho trận pháp cự nhân và với huyền khê khôi lỗi chiến đấu. Thế nên trận chiến này đều hoàn toàn dựt vào sức mạnh cá nhân. Tu sĩ không hà viện vội vàng tản vào trong rừng, lập phòng tuyến cản lại. Trên trời, Nguyên Anh Chiến lại diễn ra. Trận này độ nguy hiểm cao, nên đa phần đệ tử nội môn đều ở lại thông thiên chiến thuyền, không tham gia chiến đấu. Chỉ có tu sĩ trúc cơ trở lên mới có tư cách tham dự, vì hiện giờ không còn trận pháp bảo vệ, nếu lỡ bị thương thì e rằng khả năng tử thương nhất định sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng đây, chính là chiến tranh. Để cổ vũ tinh thần các lão tổ của nghịch hà tông đã cho phép mọi chiến lợi phẩm thu hoạch được từ chiến đấu trong rừng sẽ hoàn toàn thuộc về cá nhân không cần phải giao nộp cho tông môn nhưng tuyệt đối nghiêm cấm không được tự giết lẫn nhau nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt rất nặng trận pháp hóa thân của bạch tiểu thuần cũng tan vỡ chính người tản ra tự mình xông vào rừng bạch tiểu thuần nhìn khu rừng trước mặt theo hắn thấy khu rừng này rất giống khu rừng ở lạc trần sơn mạch ta là người quan trọng Nhất định là có người âm thầm bảo vệ cho ta. Bạch Tiểu Thuần tự động viên bản thân, vỗ vào túi trữ vật, trong tay xuất hiện rất nhiều phù lục, hắn dán hết phù lục lên người, quanh người hắn lập tức xuất hiện cả trăm màn sáng chất chồng lên nhau, số lượng nhiều tới mức đếm không nổi, làm xong, Bạch Tiểu Thuần mới phóng vào rừng, mục tiêu là Sơn Môn Không Hà Viện xa xa, trong rừng ẩm ướt, những tiếng kêu thảm thiết vang khắp xung quanh, có của Không Hà Viện, cũng có của Nghịch Hà tông. Bạch Tiểu Thuần đang bay bỗng nhiên. Ngừng lại, né sang bên, ngay tại chỗ cũ của hắn xuất hiện bốn tu sĩ trúc cơ không hà viện. Hai người xuất trưởng đánh thẳng vào chỗ hắn vừa mới đứng. Hai người còn lại, thì đánh vào màn sáng bảo vệ trên người hắn. Một số màn sáng bị đánh vỡ, nhưng số còn lại rất nhiều, tạo sức bắn ngược làm hai tu sĩ trúc cơ kia đều bị hất lùi, khí huyết nhộn nhạo, bạch tiểu thuần hét lớn một tiếng, tông thẳng vào một tu sĩ tu sĩ kia kêu lên thảm thiết, máu tươi phun ra, nội tạng vỡ vụn, bị hất văng ra ngoài hơn 10 trường, nhìn là biết không sống nổi. Tay phải bạch tiểu thuần hóa thành màu đen, hút lấy tu sĩ thứ hai. Bóp mạnh vào cổ. Toái hầu tỏa. Tu sĩ kia mở to mắt, khí tuyệt bỏ mình. Hai người còn lại vội lùi nhanh, họ vốn nhìn thấy bạch tiểu thuần nên định cùng nhau xông tới giết, không ngờ Bạch Tiểu Thuần không có trận pháp hóa thân bảo vệ mà lại mạnh khủng bố đến như vậy. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã giơ tay lên, ngưng tụ huyết khí, chém mạnh một cái, một lưỡi đao huyết quang to cả 10 trượng được ngưng tụ ra, lướt qua một đường. Hai tu sĩ kia không thể tin được cúi đầu xuống nhìn, cơ thể họ đã bị chém thành hai đoạn. Một âm thanh bén nhọn quỷ dị từ sơn môn Không Hà viện xa xa đột nhiên vang lên, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Hì hì. Hì hì, tiếng cười quỷ dị, ai nghe thấy cũng lạnh run cả người từ trong ra ngoài. Một làn cầu vồng từ trong không hà viện bay ra, lơ lửng giữa không trung, là một con rối. Con rối chỉ cao chừng ba thước, ăn mặc rách rưới, mặt cười quỷ dị, tóc lơ thơ chỉ có mấy cọng, giống như con búp bê đồ chơi trẻ con bị vứt đi, nhưng lại lơ lửng giữa không trung, tản mát ra khí tức kinh người. Tiếng cười quỷ dị cũng là từ nó vang ra đôi mắt nó bắn ra tia sáng đỏ rực, nhoáng một cái, nó đã xuất hiện trước mặt một tu sĩ nghịch Hà Tông, tu sĩ mở to mắt nhìn nó, rồi oanh một tiếng, đầu hắn nổ tung, máu và não văng tứ tung, con rối lại vang lên tiếng cười. Da đầu bạch tiểu thuần tê rần. Chí bảo của không hà viện, trong rừng, công tôn Nguyễn Nhi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn con rối, trong mắt đầy khinh miệt. Lại một làn cầu vòng ào ào bay tới, là chí bảo của huyết khê tông. Đạo Thảo Nhân Đạo Thảo Nhân cầm tấm da người trên tay mặt vào người. Bay thẳng tới chỗ con rối của không hà viện. Hai thứ vốn không thuộc về nhân gian, bắt đầu đánh giết nhau ngay giữa không trung. Tu sĩ nghịch hà tông thở vào, bạch tiểu thuần và đám tu sĩ kim đang lại biến sắc. Nếu con búp bê này là chí bảo của không hà viện thì không sao, nhưng nếu nó không phải là chí bảo của không hà viện, mà chỉ là một bảo bối bình thường thì sao? chỉ một bảo bối bình thường đã khiến chí bảo của huyết khê tông phải ra tay, vậy đến khi không hà viện xuất ra chí bảo thật sự, thì phải làm sao? Bạch tiểu thuần run run, hắn nhìn kiểu gì, cũng cảm thấy con búp bê kia không giống như là chí bảo, nếu bảo không dông tà thụ là chí bảo, hắn không biết trong không hà viện còn chí bảo cỡ nào nữa. Lại một thứ từ trong sơn môn không hà viện bay ra, lần này là một cái xác quấn vải, vải quấn lốn đốn máu đã ngã màu nâu, khí tức nó tỏa ra còn mạnh hơn con búp bê rách nát ban nảy. Một làn khói từ đằng xa bay lại, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, hóa thành một đạo sĩ trung niên đầy uy nghiêm, bước ra chặn sát ướp. Chí bảo của huyền Khê Tông Bạch Tiểu Thuần vội vàng lấy ra thêm một mớ phù văn dáng lên người, thu lấy bốn cái túi trữ vật, rồi cẩn thận từ từ bước tới. Hắn tận lực không để ý tới cuộc chiến trên bầu trời, mà dùng hết tâm trí để ý chung quanh, bỗng hắn thượng lại tay bấm pháp quyết chỉ vào một chỗ cách đó không xa một cái đỉnh tím xuất hiện đập xuống một cái Quanh một tiếng chỗ đó bị đánh thành một cái hố sâu bạch tiểu thuần hừ lạnh mở ra con mắt thứ ba nhìn thấy một bóng người ở bên cạnh đại đỉnh bạch tiểu thuần lao tới đấm ra một quyền thân ảnh kia ngạc nhiên lùi nhanh nhưng vẫn bị dư chấn làm phun máu hiện nguyên hình là một nam tử trung niên kinh hải nhìn bạch tiểu thuần Ngươi nhìn thấy được ta." Y vừa nói, vừa không dừng chân tiếp tục lùi lại, Bạch Tiểu Thuần xòe cánh sau lưng, ào tới đuổi theo, giơ chân đạp một cái. Tu sĩ kia đã toàn lực ngăn cản, còn lấy ra lấy nhiều pháp bảo phòng vệ nhưng đều không có tác dụng, một cước của Bạch Tiểu Thuần làm pháp bảo vỡ vụn, nội tạng của tu sĩ bị đạp nát bấy, mất mạng ngay tức khắc. Bạch Tiểu Thuần thu túi trữ vật, tiếp tục đi, suốt đường đều mở pháp nhãn, những kẻ ẩn thân cũng không thoát được pháp nhãn của hắn, hắn còn mở rộng phạm vi, cứu viện những đồng môn khác trên đường đi. Một đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể, có của phe ta, có của phe địch, làm lòng hắn trầm xuống, sát khí trên người hắn càng tăng, đây là tu hành. Bạch Tiểu Thuần thì thào, đạo lý này hắn hiểu, giống như hồi ở Lạc Trần Sơn Mạch, ở Vẫn Kiếm Thâm Nguyên, ở Hùng Thành, tuy hắn hiểu nhưng những lúc như vậy, trong lòng hắn đều nặng nề, phức tạp. Bạch Tiểu Thuần chợt nghe xa xa có tiếng hi. Y y y y, y dùng dập, âm điệu có vẻ lo lắng, bi ai, làm người ta buồn chồn. Bạch Tiểu Thuần giật thót, hắn nhận ra âm thanh này. Chim phượng. Bạch Tiểu Thuần lập tức tăng tốc chạy về phía phát ra âm thanh kia, nhìn thấy con chim phượng năm đó ăn phải phát tình đan của hắn, cơ thể nó đẫm máu, nhưng nó như nổi điên không ngừng điên cuồng công kích một nữ tử mặt trường bào đen cô gái này mặt rất lạnh trên mặt có một vết sẹo dài mắt đầy sát khí khí tức nguy hiểm trong tay ả cầm đầu lâu một lão giả mắt vẫn còn mở to như không tin được mình đã chết trên mặt đất có một xác chết không đầu mặt trang phục của linh khê nhấc mạch máu vẫn còn tươi chu trưởng lão bạch tiểu thuần ngơ ngác nhìn cái đầu lâu khi thể kia chính là chu trưởng lão Hương Vân Sơn của Linh Khê, người thay thế Lý Thanh Hậu làm trưởng tọa Hương Vân Sơn. Bạch Tiểu Thuần run run, hắn nhớ tới rất nhiều hình ảnh, lúc hắn mới lên núi, cùng với đám trương đại bàng nộp vật quý cho chu trưởng lão. Chim phượng của chu trưởng lão chỉ thẳng vào hắn, mắc tội hắn đã làm hại hình ảnh của nó, chu trưởng lão giận dữ đuổi riết theo hắn, tư cách chiến hai bờ Nam Bắc, bị chu trưởng lão dọa, chạy bán sống bán chết, vô ý giành đệ nhất hắn nhìn ả kia chầm chầm, tay nắm chặt giận dữ. Chim Phượng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, kêu lên đau buồn, bay tới chỗ hắn, ả kia cười khẩy, chỉ vào nó một cái. Một làn khí đen bay ra, tản rộng, định nuốt chửng Chim Phượng. Ngươi muốn chết. Bạch Tiểu Thuần gầm lên. Bước tới trắng cho Chim Phượng, đấm một quyền vào làn khí đen. Khí tan vỡ ra, nhưng không tiêu tán, mà ngưng tụ thành thân ảnh của ả kia hình dáng ban nảy của ả trở thành tàn ảnh, hình ảnh do hắc vụ tạo thành lại thành chân thân, đứng ngay trước mặt Bạch Tiểu Thuần, cười khinh miệt, chỉ thẳng vào mi tâm Bạch Tiểu Thuần. Khoảng cách quá gần, căn bản không thể nào tránh kịp, mà Bạch Tiểu Thuần cũng không có ý muốn tránh, bất tử trường sinh công bộc phát, hắn không lùi, mà còn xông tới. Nữ tử biến sắc, không ngờ Bạch Tiểu Thuần liều mạng. Không thu tay lại kịp, ngón tay bị tráng Bạch Tiểu Thuần tông vào, công hẳn lại, nữ tử bị hất lùi. Không có thời gian dây dưa với ngươi. Nữ tử khàn khàn lên tiếng, xoay người định đi. Nhưng ta lại không định tha cho ngươi, mi tâm bạch tiểu thuần bị thương, nhưng hắc mặt kệ, tay phải bấm pháp quyết, ấn xuống đất. huyết sát giới, quanh, từ cơ thể hắn bùng ra huyết khí, tạo thành phong ấn, ngưng tụ thành giới, không cho ả kia rời đi. Ngươi muốn chết. Nữ tử kia nổi giận, ả là trúc cơ đại viên mãn. Chuyên tu về giết người, đã giết rất nhiều tu sĩ đại viên mãn, vốn ả đang có nhiệm vụ khác, lại cảm thấy Bạch Tiểu Thuần cũng không tầm thường, sợ chậm trễ thời gian, nên mới định bỏ đi. Nhưng thấy đối phương không biết tốt xấu đòi cuốn lấy mình, khiến ả nổi giận. Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái vào thi thể không đầu của chu trưởng lão trên mặt đất. Máu của chu trưởng lão tụ lại, thành một thành kiếm máu lơ lửng giữa không trung đừng vội ta sẽ dùng kiếm này lấy mạng ngươi ả kia cười nhưng trong lòng đã cảm thấy bất an nếu đã muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi cơ thể nữ tử trở nên mơ hồ chính làn hắc khí từ cơ thể ả tỏa ra ngoài hóa thành chính bản sương mù từ chín phương hướng khác nhau cùng bay tới công kích bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần vung tay khí tím trào ra hóa thành cái đỉnh tím to cả trăm trượng bao phủ bạch tiểu thuần vào trong như bảo vệ. Quanh Chính mảng sương đen va chạm vào đỉnh tím, tạo nên một tiếng nổ rung trời. Đại đỉnh chấn động, lắc lư như muốn vỡ. Chết, nữ tử hiện ra từ hư vô, chỉ một cái. Chính mảng sương hóa thành những cái lá đen, gân lá hiện lên rõ ràng, lượn quanh đại đỉnh. Những chiếc lá đen như những lưỡi dao chém vào đỉnh, làm đại đỉnh vỡ thành nhiều mảnh, những chiếc lá tiếp tục chém vào bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần vỗ túi trữ vật một cái dù đen xuất hiện vĩnh dạ tán bạch tiểu thuần mở dù hoàn toàn che chắn cho bạch tiểu thuần thân dù tỏa ra một làn sáng màu đen kịt một lực hút cực mạnh xuất hiện từ cây dù khiến ả kia biến sắc cả người run rẩy mắt thường cũng thấy được cơ thể ả đang héo hẳn đi một tia khí trắng từ thất khiếu của ả bay ra bị hút vào cây dù đó chính là sinh cơ của ả đó là cái gì nữ tử run rẩy, kêu lên thê lương muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể ả như bị đóng đinh, không thể nào di chuyển được, sinh cơ trong người đã bị hút mất mấy phần, tóc trở nên bạc trắng, ả cắn mạnh vào lưỡi, quyết định tự bạo. Cơ thể ả phát ra một luồng sức bật, giúp ả thoát ra khỏi lực hút của cây dù, lùi lại được hơn 10 trường. Ả phun máu, nhìn bạch tiểu thuần đầy oán độc. Cơ thể ả mờ đi, định nhập vào hư không, bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần thu hồi vĩnh dạ tán, vọt tới đuổi theo, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Cô gái này quả không hổ là thiên kiêu không hà viện, chỉ còn cách kim đan có một chút xíu, cũng chỉ thiếu chút xíu nữa là hắn đã thành công, nhưng tu vi của Bạch Tiểu Thuần muốn điều khiển cây dù này cũng là hơi quá sức, nên ả mới chạy thoát được. Cô gái nhanh chóng biến mất, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã gầm lên, mở ra thông thiên pháp nhãn. Hắn vung tay, tung một quyền vào không khí, Quanh một tiếng, một bóng người hiện ra, miệng phun máu, nhìn hắn không tin nổi. Hắn tìm được mình, đáng chết, sao nghịch Hà Tông lại có kẻ thế này, tu vi không kém, thân thể cường hãn, thuật pháp quỷ dị, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhất là lại còn khắc chế được ta. Nữ tử run người, biết mình không chạy thoát được, chuyển sang quyết tâm liều mạng. Nghịch huyết không linh, thảo một chi khí từ trong người nữ tử tỏa ra, lan khắp xung quanh ánh sáng xanh lục rực rỡ. Những mảng thảo mộc mọc ra từ trên người ả, khiến ả như muốn dung hợp với khu rừng xung quanh, thảo mộc khắp nơi điên cuồng vặn vẹo, bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Kẻ giao chiến với Bạch Tiểu Thuần bây giờ không còn chỉ là một mình ả, mà là tất cả cây cỏ của khu rừng này. Xem ngươi làm sao khắc chế. Nữ tử sát ý ngút trời, cây cỏ, cành, lá tạo thành một cơn gió lốc cao cả trăm trượng, khiến phong ấn huyết giới rung rinh muốn vỡ ta khắc chế cho ngươi xem bạch tiểu thuần lạnh tanh hai tay vung ra miệng đọc bốn chữ thảo một giai binh tóc bạch tiểu thuần bay phần phật khí thế kinh người cơn phong mạo do thảo một hình thành khi tới chỗ bạch tiểu thuần lập tức ngừng lại phong bạo mặc dù vẫn còn nhưng rõ ràng có hai làng ý chí đang giành nhau quyền khống chế bên trong nó không thể nào nữ tử bật thốt khả năng điều khiển thảo mộc của cô gái áo đen không liên quan gì tới dược đạo mà là một loại công pháp tu hành cùng loại với thiên phú thần thông có thể câu thông với thảo mộc và điều khiển chúng không hà viện tuy chuyên về phương pháp không gian nhưng nhờ có không dông tà thụ tu hành trên cây lâu ngày đương nhiên sẽ tạo nên một mối quan hệ đặc biệt với cây cỏ đến mức mỗi đệ tử không hà viện còn có một cây không dông tử thụ để điều khiển chiến đấu cách thức điều khiển này nó chính xác là một loại khế ước tạm thời mượn nhờ mà thôi nhưng bạch tiểu thuần thì khác hắn lấy dược đạo làm cơ sở lấy thảo một giai binh làm dẫn cái hắn có không phải là khế ước không phải là mượn nhờ mà là điều khiển thật sự dùng phương pháp tương sinh tương khắc thảo một dung hợp chi đạo hắn lại còn là thiên đạo trúc cơ thiên đạo khí tức tràn đầy giúp hắn có một khí thế bá đạo mà tu sĩ trúc cơ bình thường không thể nào có được nếu không phải cô gái này có bí pháp đặc thù lại có xuất thân từ trung du tông môn e là đã sớm bị bạch tiểu thuần hoàn toàn nghiền ép dù bây giờ vẫn còn chống cự nhưng cũng không còn được bao lâu quay lại cho ta bạch tiểu thuần quát tay đẩy mạnh về phía trước thảo một phong bạo nổ vang trở nên nghịch chuyển bay về phía cô gái áo đen công kích cô gái kinh hãi giờ ả đã hiểu hồi nãy là bạch tiểu thuần cố ý dụ ả tới gần để dùng cái dù màu đen đấu với bạch tiểu thuần ả có chút kiên kỵ cái dù màu đen quỷ dị làm ả run sợ nhưng chúng không phải là thứ đáng sợ nhất cái đáng sợ là phương pháp không gian chủ lực của ả lại không qua mặt được bạch tiểu thuần không có phương pháp không gian ả không thể thi triển ám sát chi thuật cũng không trốn được vào trong hư không chẳng khác gì phế mất một cánh tay của ả bây giờ đến thảo một chi pháp cũng bị khắc chế à không đây không phải là khắc chế mà là cướp đi quyền điều khiển ta không cam lòng nữ tử trở nên điên cuồng ả là thiên kiêu tâm cao khí ngạo trước nay toàn là ả dùng ép người khác giờ chỉ còn một chút xíu nữa là tấn chức kim đan được kỳ vọng rất cao kiểu bị người khác áp chế thế này ả chưa bao giờ gặp phải thấy phong bạo tới gần ả cười nhạt ngồi xuống ấn mạnh tay xuống đất một binh quyết, từ hai chân ả xuất hiện những chiếc xúc tu cắm thẳng xuống đất, sau đó lan ra xung quanh như rễ cây. Người ả nổi lên những sợi gân xanh, màu xanh lục đậm như gân lá. Da của ả chuyển thành màu nâu, cơ thể ả hóa thành. Một nhân. Một binh quyết, thuật pháp bí truyền của không hà viện, biến tu sĩ thành một nhân. Ta không tin ngươi cướp được quyền điều khiển thảo mộc của ta nữa, thảo mộc xung quanh bay về chỗ ả, cơ thể ả không ngừng to lên, đã cao cả trăm trượng, khí thế mạnh mẽ không thua gì không dông thụ thật sự. Phong bạo đã bị ả thuần phục, bay vần quanh người ả, hóa thành một cây búa to trong bàn tay phải. Chết đi, cây búa to xanh rì do thảo một tạo thành chém thẳng vào bạch tiểu thuần. Lực công kích quá mạnh mẽ, khiến phong ấn huyết giới vỡ tan. Là bạch sư thúc, trần sư tỷ, tu sĩ hai phe kêu lên. Bạch tiểu thuần nhắm mắt, trong đầu dần xuất hiện một cây gai cực to như một ngọn núi. xung quanh bạch tiểu thuần ngập tràn hơi nước tỏa ra khắp xung quanh chiếm trọn một phạm vi cả trăm dặm. trong phạm vi trăm dặm đó tu sĩ của cả hai phe đều cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ khó tả lên mình. tu sĩ kim đan trên cao cũng phải biến sắc. Búa to chỉ còn cách chừng ba trượng, bạch tiểu thuần mở mắt, đôi mắt không có tiêu cự, trăm dặm hơi nước xung quanh bỗng hóa thành thủy trạch, thủy trạch quốc độ. Bạch Tiểu Thuần thì thào, âm thanh rất nhỏ nhưng như đang triệu hoáng, rơi vào tai tu sĩ Nguyên Anh chẳng khác gì tiếng sấm, vang vọng xuyên không từ thời viễn cổ. Mặt đất trung chuyển, cây búa to đang hạ xuống đã bị một cây gai cực lớn đột ngột xuất hiện đỡ lấy, đẩy thẳng lên trời. Mười trường, trăm trường, ngàn trường, vạn trường. Cây gai cực to kia không ngừng bành trướng, như muốn đâm rách bầu trời, theo sau nó là một hàng gai tiếp tục từ từ nổi lên. Nữ tử hóa thành một nhân kia còn chưa kịp chạm tới chéo áo bạch tiểu thuần, đã bị một cây gai đâm xuyên qua người, kéo lên trên trời cao. Nữ tử tuyệt vọng, thân thể biến hóa trở lại làm tu sĩ, máu tuôn ra ào ạt, đã trở thành hấp hối. Mặt đất chấn động, trong làng hơi nước mông lung, có thể mơ hồ nhìn thấy bên dưới hàng gai sắc to tướng kia, là một cơ thể rất to. Thân hình đó quá lớn, phạm vi trăm dặm không đủ chỗ cho nó xuất hiện thế nên không ai nhìn ra được nó là cự thú gì so với cơ thể khổng lồ của nó nữ tử bị xiên trong một cái gai kia cơ bản chả có ý nghĩa gì tu sĩ hai phe đều nghẹn họng nhìn mà trân trối may mà quá trình này kéo dài không lâu chỉ qua mấy lượt hít thở cự thú trong thủy trạch quốc độ gào lên sau đó từ từ tiêu tán hơi nước cũng dần biến mất mọi thứ trở lại bình thường áp lực không còn Thân thể cô gái kia rơi vịt xuống trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Nữ tử hấp hối, cười thảm nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt đầy oán độc, miệng há ra, định nguyền rủa Bạch Tiểu Thuần. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã vung tay áo, thanh huyết kiếm ngưng tụ từ máu của Chu trưởng lão bay tới, chặt đứt đầu ả. Cái đầu bay ra, trên cái đầu ấy lại là một đôi mắt mở to không cam lòng. Huyết kiếm tiêu tán, Bạch Tiểu Thuần đã làm đúng lời hắn nói, dùng thanh kiếm này lấy mạng đổi mạng, lấy máu đổi máu. Bạch Tiểu Thuần thu túi trữ vật của nữ tử, định quay người rời đi. Nhưng một tiếng hét đã từ xa vọng tới. Đồng sư muội, Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 336 tới 340. Tiếng gào kia không bình thường, tạo nên một cổ cuồng phong, làm mặt đất xung quanh Bạch Tiểu Thuần vỡ tan. Bạch Tiểu Thuần rung rinh, phải không ngừng lùi lại mấy bước. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, nhìn thấy một thanh niên đang từ xa bay nhanh tới. Tốc độ người kia cực nhanh, tu sĩ trúc cơ trên đường y bay qua đều lắc lư. Tu sĩ Kim Đan, một người bậc thốt. Ai cũng biết, lẽ ra tất cả tu sĩ Kim Đan không hà viện đều đã phải đi ngăn chặn tu sĩ Kim Đan của Nghịch Hà tông. Không hiểu sao người này lại thoát ra được khỏi chiến trường Kim Đan mà chạy tới đây. May mà sau đó đã xuất hiện một cầu vòng kim đan của nghịch Hà Tông gấp rút đuổi theo y, nhưng thanh niên kia đã cười khẩy, phẩy tay một cái, sau lưng lóe ánh sáng xanh, một không dông thụ nhân to lớn xuất hiện. Không dông thụ nhân này là của y, vốn dĩ trân quý không thua gì sinh mạng bản thân y, nhưng bây giờ y quyết định triệu hồi nó ra, để cản đường kim đan đang đuổi theo. Ta sẵn sàng trả giá tất cả, dù ngươi có chết trận, cũng phải ngăn cản người đó trong 10 nhịp thở cho ta, không dông thụ nhân rùng mình, nhưng không hề chần chừ. Xoay người chặn đường trưởng lão kim đan của nghịch Hà Tông. Còn thanh niên thì bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, dù y chỉ mới trở thành kim đan chưa tới nửa năm, nhưng y chắc chắn 10 phần dư sức giết chết một trúc cơ trong vòng 10 nhịp thở. Y đã nhìn thấy đầu cô gái kia bị chém văng lên, trong lòng y đau thương vô hạn, đó là đạo lữ của y, là sư muội của y, y thầm thề nhất định phải tự tay giết chết tên tu sĩ trúc cơ kia chết thanh niên trống to vỗ một chưởng bạch tiểu thuần không ngừng lùi lại hắn tin nhất định sẽ có người tới cứu hắn chỉ cần hắn cố gắng chống đỡ đến lúc đó mà thôi ta không thể chết ở đây muốn bất tử thì phải chiến bạch tiểu thuần bấm pháp quyết ba cái đỉnh tím to lớn xuất hiện vô số luyện linh phi kiếm ào ào bay ra và chạm với trưởng kia. Hoành. Ba cái đỉnh vỡ tan, luyện linh phi kiếm cũng cùng cảnh ngộ. Bàn tay kia không hề ngừng một khắc, đập thẳng vào bạch tiểu thuần. Bạch tiểu thuần phun máu, kim quang thiểm diệu, bất tử da, bất tử thịt đều dùng cả. Cơ thể hắn bị đánh bay, nhưng không chết. Thanh niên kết đang xông tới, hất tay áo, một luồng gió đen xuất hiện, hóa thành hắc long, nhào tới bạch tiểu thuần. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, mở thông thiên pháp nhãn chiếu ra ánh sáng tím, nhìn thẳng vào Hắc Long. Tiểu một kiếm của hắn bay ra, không phải để chống cự, mà định là phản kích. Dưới thông thiên pháp nhãn, Hắc Long khựng lại, gào thét giải dụa, mi tâm Bạch Tiểu Thuần đau đớn, Hắc Long bắt đầu xuất hiện dấu hiệu muốn tan ra. Chỉ là đom đóm, cũng dám so ánh sáng với ánh trăng, thanh niên kết đang mỉa mai. Dậm tới một bước, Hắc Long gầm lên, cơ thể phình to ra, vẫy mình thoát khỏi tấm cố, bạch tiểu thuần phun máu, mi tâm cũng ứa máu tươi. Tiểu một kiếm đâm vào hắc long, xuyên qua cơ thể con rồng, làm thanh niên kết đang giật mình. Thế nhưng chỉ là xuyên thấu mà thôi, trên lệch tu vi của hai người không thể nào xóa được, hắc long rống lên, bay vọt tới. Nó chỉ mới tới gần, còn chưa chạm vào bạch tiểu thuần mà áp lực của nó đã làm cả người hắn đau đớn, khí huyết đảo ngược hắn đã nhìn thấy nhiều làng cầu vồng của các trưởng lão. Và cả lão tổ đang lo lắng bay tới, nhưng mà khoảng cách quá xa, Bạch Tiểu Thuần không chờ đợi nổi. Tu la thân. Bạch Tiểu Thuần rống to, bất tử kim bị vận chuyển tới cực hạn, tu la thân thứ hai xuất hiện, giúp hắn mạnh hẳn lên, kháng cự với Hắc Long. Quanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần phun máu, Hắc Long tan vỡ, hóa thành khí đen, nhưng thanh niên kết đan cũng đã tới nơi. Y giơ tay, đánh một chưởng vào ngực Bạch Tiểu Thuần. Các trưởng lão và lão tổ gầm lên, khiến thanh niên kết đang giật mình kinh hãi, nhưng y bất chấp. Nghiến răng đánh xuống. "Chết đi!" Bạch Tiểu Thuần nổi điên, không thèm né tránh, giơ tay phải thi triển toái hầu tỏa, định bóp cổ thanh niên kết đang. Tay của hắn của thanh niên kết đang bắt được, bẻ một cái, xương tay vỡ vụn, Bạch Tiểu Thuần càng điên, phát động hám sơn chàng. Dù ta có chết cũng phải làm ngươi bị thương. Quanh một tiếng, hám sơn chàng phát động, khiến cơ thể bạch tiểu thuần vọt tới trước, đâm vào cơ thể thanh niên kết đan. Một trưởng của thanh niên kết đan vỗ vào ngực bạch tiểu thuần. Cái nồi đen trong người hắn lóe sáng, bạch tiểu thuần phun máu trọng thương, nhưng vẫn không chết. Cũng chỉ được đến thế. Bạch tiểu thuần cười, mắt đã mơ hồ, máu không ngừng tràn ra, dùng hết sức lực cuối cùng còn lại ép chính tầng linh hải tụ lại với nhau. Nếu tụ thành công, hắn sẽ thành kim đan. Bình thường muốn làm điều này, phải chuẩn bị lâu và kỹ, nhưng bây giờ Bạch Tiểu Thuần lại quyết định làm ngay. Thanh niên kết đang bị hám sơn chàng tông vào, cũng phun máu, nhìn hắn mà kinh hãi. Trúc cơ tu sĩ, mà làm được ta bị thương. Còn cái nồi đen kia nữa, không ngờ lại chặn được một chưởng tuyệt diệt của ta. Sát ý của y càng tăng mạnh, thấy Bạch Tiểu Thuần chưa chết, hắn càng thêm quyết tâm, mặc kệ những người cứu viện đang sắp tới nơi, hắn vận hết sức lực, xông tới Bạch Tiểu Thuần, y phải giết cho được Bạch Tiểu Thuần, y biết đây chính là cơ hội cuối cùng, nếu lần này mà không thành công, người cứu viện tới nơi, y sẽ phải chết, dù ta có chết, ngươi cũng phải là người chết trước, thanh niên kết đang rống to. Ý thức Bạch Tiểu Thuần đã mơ hồ, thế giới của hắn trở nên chậm hẳn đi, hắn bỗng nhớ tới hồi còn ở Mạo Nhi Sơn, những lần đốt hương, những ký ức hồi ở Linh Khê Tông, Huyết Khê Tông, Nghịch Hà Tông, Bạch Tiểu Thuần cười, nụ cười cay đắng, tự dẻo và bất đắc dĩ. Hắn tu hành mục đích là để trường sinh, nhưng trên con đường đi tìm trường sinh này, lại luôn gặp phải hiểm nguy sinh tử. Hắn cảm thấy chuyện này thật là mâu thuẫn. Trường sinh không chỉ phải tranh giành với ông trời, mà còn phải đấu với con người con đường này sao mà gập ghềnh hiểm trở khiến nhiều người kẻ phải bỏ cuộc giữa chừng người gặp thất bại kẻ lại lạc đường trường sinh mục đích tu hành của ta từ trước tới giờ đều là vì trường sinh trường sinh ta muốn trường sinh hơi thở của bạch tiểu thuần từ yếu ớt dần trở lại mạnh mẽ đôi mắt mơ hồ mênh mang cũng dần trở lại rõ ràng tỉnh táo chấp niệm muốn trường sinh trở nên đầy khao khát và dữ dội, không ngừng thôi thúc trong đầu hắn, không thể mãi dựa vào người khác. Chỉ có dựa vào bản thân. Ta phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức không ai có thể ngăn cản con đường trường sinh của ta. Chính tầng linh hải trong người bạch tiểu thuần sôi trào, rồi bùng nổ, theo tiếng nổ ấy, ti thiên đạo khí tức hắn lấy được hồi trúc cơ câu thông với chính tầng linh hải, lấy nó làm trung tâm, ép chính tầng linh hải tụ lại với nhau, trường sinh. Bạch tiểu thuần ngửa mặt lên trời rống to, chính tầng linh hải trong người bùng phát, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trong người hắn bùng ra. Nhập vào trời đất. Khí tức thiên đạo cũng đồng thời lan tỏa, làm trời đất thay đổi, gió nổi mây vần, trên trời xuất hiện một vòng xoáy rất to, nó không ngừng lan rộng ra, bao phủ hết phạm vi của cả không hà viện. Phong bạo xuất hiện, trên bầu trời xuất hiện sấm sét, và những hình ảnh mờ ảo giống như chính vùng biển rộng đang cuồn cuộn sôi trào. Thanh niên kết đang sấn tới, định xuất chiêu, nhưng bị khí thế bùng ra từ trong người Bạch Tiểu Thuần hất bay ra hơn 10 trượng. "Ngươi?" Thanh niên kết đang hít sâu. Không thể nào tin được, Bạch Tiểu Thuần quyết định kết đang ngay lúc này, y không hề thấy ngạc nhiên, nhưng y kinh hãi vì dị biến khi Bạch Tiểu Thuần kết đang hoàn toàn khác biệt với kiến thức mà hắn biết. Theo y nhớ kết đan cơ bản không hề xảy ra những dị tượng như vậy trừ phi kết đan tại một vài khu vực đặc biệt nếu không thì loại khí thế này không thể nào xảy ra được tên kia còn chưa kết đan thành công mà uy áp và khí tức của hắn làm cho một kim đan như y cũng không tới gần được quả là không tài nào hiểu nổi không chỉ một mình y giật mình tất cả mọi người xung quanh đều chấn động cái này đây là đây là thiên đạo khí tức chẳng lẽ chẳng lẽ hắn đang kết thiên đạo kim đan các nguyên anh của không hà viện biến sắc trong mắt đầy khó tin và ganh ghét thiên đạo kết đan đó là kim đan trong truyền thuyết cùng trong cảnh giới kim đan dù đều gọi là kim đan nhưng trong thực tế chia làm ba loại thiên địa nhân nhân đạo phàm trần đan địa mạch địa đan và thiên đạo kim đan chỉ có thiên đạo kim đan mới kim đan thật sự cách duy nhất để thành được thiên đạo kim đan chính là phải có thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo kim đan vô cùng hiếm hoi, các tông môn trung du mấy vạn năm cũng không xuất ra được một người, khí tức áp chế thiên đạo của thiên đạo kim đan người ta chỉ được biết tới trong ghi chép trong điển tịch. Các nguyên anh của Nghịch Hà tông đều biết Bạch Tiểu Thuần là thiên đạo trúc cơ, nhưng thiên đạo trúc cơ không có nghĩa là 100% trở thành được thiên đạo kim đan. Thiên đạo kim đan là lấy sức mạnh thiên đạo để ngưng tụ kim đan chứng tỏ người đó có được một tương lai vô hạn, vô địch trong kim đan cùng cảnh giới. Cả chiến trường đều dừng lại, chính xác là bị sức mạnh thiên đạo áp chế, buộc tất cả mọi người phải dừng lại. Mọi ánh mắt đều hướng về chỗ bạch tiểu thuần, thiên đạo kim đan, dù là thiên nhân hàng lâm cũng không thể ngăn cản hay quấy nhiễu, vì nếu dám làm thế, nhất định sẽ bị thiên khiển. Thất bại cũng được, thành công cũng được, không có ai từ bên ngoài tác động vào được chỉ dựa vào một mình bản thân của người kết đan mà thôi. Một tiếng sét nổ vang trời, trong chín tầng linh hải, tầng thứ 9 và tầng thứ 8, tầng thứ nhất và tầng thứ hai bắt đầu dung hợp vào nhau. Bốn vùng biển trên bầu trời chạm vào nhau, hợp vào nhau, gió mây vần vũ, uy áp dữ dội, cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải hít thở hỗn hển. Bắt đầu dung hợp. Đột phá trúc cơ, ngưng tụ kim đan, đây là quá trình linh hải dung hợp, sự dung hợp này, mạnh yếu là chia theo số tầng. Đạt được 4 tầng dung hợp là đạt tốt, dưới 4 tầng là kém, nếu có 6 tầng cùng dung hợp là vô cùng hiếm có, còn 8 tầng dung hợp, chỉ có tông môn thượng du mới hiếm hoi có lẽ có được mà thôi. Bạch Tiểu Thuần được 4 tầng linh hải dung hợp. Tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh hai tông đều nhìn lên bầu trời, tâm tư hoàn toàn khác nhau. Người không Hà Viện thấy Bạch Tiểu Thuần chỉ có 4 tầng linh hải dung hợp thì đều thở vào, 4 tầng linh hải dung hợp ư. Người này thiên đạo Kim Đan, tất bại, không chỉ người không Hà Viện cho rằng như thế, các lão tổ của nghịch Hà Tông cũng lo lắng, Bạch Tiểu Thuần là thiếu tổ nghịch Hà Tông. Được các lão tổ nghịch Hà Tông coi trọng, vốn định sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ toàn lực hỗ trợ giúp hắn thành thiên đạo Kim Đan. Nhưng hôm nay, chiến trường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn dẫn đến Bạch Tiểu Thuần ép mình phải kết đan, việc này đối với nghịch Hà Tông là tổn thất vô cùng lớn. Đột nhiên, có ai đó kêu to. Không phải là bốn tầng, có tầng dung hợp mới, trên bầu trời, tầng linh hải thứ ba đang dần tiến lại nhập vào với hai tầng một hai, đồng thời, tầng tám chín đang hạ thấp xuống. Tới gần tầng thứ bảy, quy áp thiên đạo mạnh hẳn lên, khiến mọi tu sĩ đều bị áp chế đến mức tu vi hỗn loạn. Sao lại như thế? Người không hà viện kinh hải, nhất là thanh niên kết đan, y run rẩy, bắt đầu thấy hối hận vì đã ép bức con quái vật bạch tiểu thuần kết đan, cảm thấy mọi việc như trong mơ, không hề chân thực. Tầng 6 Linh Khê Hàng Tông Lão Tổ vui mừng, huyết khê tông phong thần tử phấn khởi, đám lý thanh hậu hồi hộp nhìn lên trời cao, nín thở, mắt không dám nháy. Trên bầu trời lại có biến đổi ba tầng linh hải 123 đã dung hợp lại nổi lên, tiến tới gần tầng thứ 4. Tương tự, ba tầng 789 đã dung hợp cũng di chuyển tới gần tầng thứ 6. Bố cục đã hoàn toàn thay đổi. Bốn tầng trên hạ xuống, bốn tầng dưới nâng lên, cùng hướng về phía tầng linh hải thứ 5 ở giữa. Rõ ràng, đây là dấu hiệu. Chính tầng linh hải cùng dung hợp vào nhau. Quy áp thiên đạo đã đạt đến mức áp chế tuyệt đối, tạo thành một loại bảo vệ cho người kết thiên đạo kim đan, không ai nhìn thấy tuốt trên cao. Thân ảnh tan thương của thủ lăng nhân đã xuất hiện, nhìn bạch tiểu thuần, chính vùng biển linh hải không ngừng thu hẹp lại, đường viền của nó bắt đầu hiện ra hình cung, sau đó, chính tầng linh hải hợp nhất dần hiện rõ hình dạng của nó, là một cái vòng tròn. Chính tầng linh hải đã hoàn toàn tụ lại thành một khối, tỏa ánh sáng vàng chói mắt, ai nấy đều rung động, vì nó chính là Kim Dương Chi Đan Là Kim Đan thật sự Ngưng khí, trúc cơ, kết đan Ba cảnh giới này, đối với tông môn Hạ Du Là ba cái khe sâu tách biệt tu sĩ với nhau Mỗi cảnh giới trừ phi gặp phải tình huống cực đoan Nếu không không thể tạo nên áp lực vì với cảnh giới bên trên nó Ngưng khí là hấp thu sức mạnh của trời đất Hòa nhập vào trong người mình Tạo nên một con sông trong cơ thể trúc cơ chính là biến con sông ấy thành biển rộng, xây dựng nên nhiều tầng linh hải, mỗi một tầng linh hải lại giúp sức lực mạnh lên một nấc, tu sĩ ngưng khí không thể nào so bì được. Nhưng nói về mặt tổng thể, đây mới chỉ là sự tăng tiến về lượng, chưa phải là bay vọt về chất. Nhưng kết đang là hoàn toàn khác. Nó tinh hóa các tầng linh hải, khiến các tầng linh hải dung hợp vào thành một, dùng nén, áp súc chúng thành một viên đan, giúp chiến lực được rèn luyện và tăng tiến, nó là sự biến đổi hoàn toàn về mặt chất, không phải mọi tích lũy về mặt số lượng có thể so bì, cấp độ sinh mạng vì thế cũng hoàn toàn thay đổi. Dựa trên số tầng linh hải dung hợp được, người ta chia đan thành ba loại, phàm trần đan, địa đan, và kim đan. Nếu bạch tiểu thuần không phải là thiên đạo trúc cơ, mà chỉ là địa mạch trúc cơ, thì bây giờ đang hắn kết ra được hẳn phải là địa đan, dạng mà hầu như toàn bộ tu sĩ đều kết được nhưng hắn lại là thiên đạo trúc cơ áp lực thiên đạo hiện giờ khiến tất cả người trên chiến trường đều phải dừng lại không cho phép bất kỳ ai tỏa ra chấn động tu vi đây là quy tắc mọi người đều nhìn bạch tiểu thuần nhìn kim đan cực lớn trên không trung mỗi người có tâm tư khác nhau thượng quan thiên hữu siết chặt tay không cam lòng trong lòng đầy ganh ghét rất không muốn thừa nhận cảm giác thất bại của mình tống khuyết hít thở nặng nề trong lòng không hề bình tĩnh chút nào hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong lòng là một cảm giác lạ lùng đủ vị tạp trần khó tả, không chỉ hắn, đa số các thiên kiêu đều cảm thấy như thế. Chu Tâm Kỳ, Quỷ Nha, Thần Toán Tử, Huyết Khê Tông Ba Đại Huyết Tử, đám cửu đảo của huyền khê nhất mạch, ai cũng là người đứng đầu trong nhất mạch của mình, toàn là thiên kiêu, nhưng so với Bạch Tiểu Thuần, họ chỉ có thể đứng trơ mắt mà nhìn lên, xem hắn cuộc khởi, trong lòng cay đắng và phức tạp. Trần Mạng Giao khẽ cau mày, khẽ giơ tay lên, nhưng ngay lập tức, một ánh mắt lạnh băng từ xa đã quét tới, đầy cảnh cáo. Trần Mạng Giao run rẩy, cả người lạnh toát, cô nhận ra người đó chính là kẻ đã khiến cô phải sợn cả gai ốc hồi còn ở huyết khê tông thông thiên hà lên, một đệ tử của Linh Khê nhất mạch. Công Tôn Nguyễn Nhi Bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm to. Oanh Một tia chớp vàng từ trong mây bắn xuống, xoáy quanh kim đan khiến kích thước kim đan rụt hẳn lại cửu lôi dung đan lão giả sắp trở thành thiên nhân của không hà viện biến sắc quả nhiên là thiên đạo kim đan trong truyền thuyết khi xuất hiện thiên đạo kim đan sẽ có thiên đạo hóa lôi hỗ trợ hợp đan nhìn tưởng hỗ trợ nhưng thực chất cũng là một kiếp nạn phải chịu được chín lần lôi đánh xuống mà không bị diệt thì mới là thật sự thành công xung quanh ồn ào những lời bàn luận kim đan rút lại cả người bạch tiểu thuần rung lên miệng ứa máu tươi, khí tức trong người trở nên cùng bạo như muốn nổ tung, hắn ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc, tiếng sấm thứ hai vang lên, quanh. Ti chớp vàng thứ hai xuất hiện, to hơn hẳn ti đầu tiên, lại xoáy một vòng quanh kim đan, khiến nó lại nhỏ đi miếng nữa. Vẫn chưa chấm dứt, tiếng sấm thứ ba, thứ tư, thứ năm liên tiếp nổ vang, ti chớp sau lại to hơn ti chớp trước, khiến kim đan không ngừng bị thu nhỏ, thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại không tới trăm trượng, kim quang lóng lánh, còn cách trở thành kim đan thật sự không còn xa. Song Bạch Tiểu Thuần đã phun máu, từ mũi, từ tai đều có máu chảy ra, cả người run rẩy muốn vỡ. Tiếng nổ thứ sáu, thứ bảy tiếp nối. Ti chấp thứ sáu khiến Tần Linh Hải rung rinh như không chịu nổi vì sức ép quá lớn. Vất vả gian nan mới vượt qua được ti chấp thứ sáu, thì ti chấp thứ bảy đã tới, khí tức kinh nhân, khiến chính Tần Linh Hải thật sự muốn vỡ ra. Tiểu Thuần Không ngừng vang lên những tiếng gọi lo lắng, những người quan tâm tới hắn, ai cũng lo đến thoát tim. Ngược lại, người của không hà viện lại rất sung sướng, thanh niên kết đang ban nảy còn đầy hối hận, giờ đã bình tĩnh lại hẳn, thở vào một hơi dài, mắt lại rực lên sát ý. Xem ra, không cần ta ra tay, ngươi cũng chết chắc, bạch tiểu thuần nghiến răng, ngẩng lên nhìn ti chớp thứ tám. tia chớp này rất to, như một con rồng vàng, mạnh mẽ ép vào chính tầng linh hải. Thiên lôi hám không. Kim đang bị cú ép này làm nhỏ đi hẳn một trường, lực ép quá mạnh khiến nó bắt đầu bị nứt một đường. Cả người bạch tiểu thuần rướng máu, hắn đã trở thành huyết nhân, nhưng đôi mắt hắn lại rực lên điên cuồng và ngoan cố, bất tử trường sinh công được kích phát, cả người hắn sáng rực kim quang. Sau lưng xuất hiện tu la thân. Ngưng lại cho ta. Bạch tiểu thuần rống to, dùng tất cả sức mạnh trong người để chịu đựng và chữa trị, giúp chính tầng linh hải mặc dù đã rất lung lay nhưng vẫn đứng vững sau ti chấp thứ 8. Tất cả mọi người đều vô thức nín thở, chờ đợi ti chớp cuối cùng. Một lôi cuối cùng. Huyết khê nhất mạch phong thần tử run run. Sau lôi này, hoặc thành, hoặc chết, lão giả sắp thành thiên nhân của không hà viện bên cũng thì thào, nếu bạch tiểu thuần thành công thiên đạo kim đan, nếu hắn không bị bóc chết non chắc chắn có hy vọng tiến lên nguyên anh, thậm chí có khả năng thành tựu thiên nhân. Tia chớp thứ 10 to tới mức nhụn cả bầu trời thành màu vàng, giống như không phải chỉ có một tia chớp, mà là cả một bầu trời tia chớp đồng loạt bắn vào kim đan chỉ còn chừng một trượng của Bạch Tiểu Thuần. Đây chính là lần áp suất cuối cùng. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, Bất Tử Công vận chuyển đến cực hạn, tất cả những gì hắn có, kể cả ý chí, linh hồn đều được lôi ra hết hắn đã quên đi tất cả mọi thứ xung quanh trong đầu hắn là cả một khối hỗn độn ngưng tụ kim đan ta muốn trường sinh bạch tiểu thuần gào vang hắn bay vọt lên phóng thẳng về phía chính tầng linh hải kim đan oanh 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 từ xa nhìn lại tia chớp và thân ảnh của hắn gần như là đồng thời tông vào kim đan giờ khắc này trời đất cũng trở nên mơ hồ hư vô nổ vang đất trung cuồn cuộn giờ khắc này kim quang vô tận, trở thành màu sắc duy nhất của cả đất trời. Giờ khắc này, ti chớp, bạch tiểu thuần và kim đan đã hòa vào một chỗ với nhau. Giờ khắc này, cả chiến trường tĩnh lặng. Vạn con mắt đều nhìn vào một nơi. Rồi, ti chớp biến mất, bạch tiểu thuần biến mất, chính tầng linh hải kim đan cũng biến mất, ồ, có lẽ không phải là biến mất, mà là bị ánh sáng vàng vô tận làm lóa mất chỉ còn nhìn thấy ánh sáng vàng độc quyền chiếm giữ cả vùng không gian, kéo dài kéo rộng đến vô hạn. Không ai biết Bạch Tiểu Thuần thành công hay thất bại, trong điển tịch cũng chỉ được ghi chép đại khái, không ghi chép kỹ quá trình, không ai có tư liệu nào để tham khảo cả. Tất cả những gì họ có thể làm được bây giờ, chính là chờ đợi. Mà thiên đạo uy áp, tại thời khắc này cũng đang từ từ tiêu tán, theo tiêu tán, trời màu vàng cũng chậm chậm tản đi ai nấy đều căng thẳng và hồi hộp, cố gắng tìm kiếm một bóng hình, ai cũng nghĩ, đây có lẽ là lần đầu tiên, mà cũng là lần cuối cùng trong đời họ được nhìn thấy. Thiên đạo Kim Đan Nghịch Hà Tông cũng vậy, mà không Hà Viện cũng thế. Thanh niên kết đang run run, lại bắt đầu cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Không được thành công, không được thành công, mặt y vặn vẹo. Trong lòng gào lên. Nhưng ánh sáng vàng trên bầu trời đã dần tiêu tán, mọi người lại dần nhìn thấy hình ảnh của Bạch Tiểu Thuần. Hắn đứng giữa trời, mắt nhắm nghiền, hai tay giơ ra, cả người tỏa ánh sáng vàng như tiên nhân. Bạch Tiểu Thuần mở mắt. Một luồng chấn động tu vi cực mạnh từ người hắn ào ạt tỏa ra khắp xung quanh. Đây không phải là sức mạnh của tu sĩ trúc cơ, mà là sức mạnh của tu sĩ kim đan. Không, thanh niên kết đang nghẹn ngào, xung quanh bàn tán xôn xao thành công rồi thiếu tổ tiểu thuần mắt bạch tiểu thuần mờ mịt hắn cảm nhận được sức mạnh cuộn trào bên trong người cảm nhận được vết thương ban nãy đã hoàn toàn khỏi hẳn sức mạnh hắn đang có rất dữ dội giống như chỉ cần phất tay một cái xung quanh sẽ phải tan vỡ làm hắn hơi hoảng hốt kim đan là thế này sao bạch tiểu thuần thì thào hắn cảm nhận được trong người chính tầng linh hải đã biến mất thay vào đó là một viên kim đan còn là thiên đạo kim đan kim đan này mỗi lần cuộn chuyển đều bắn ra một sức mạnh rất ghê gớm mạnh hơn lúc trước rất nhiều lan đến khắp cả người hắn loại thay đổi này không chỉ làm tuổi thọ tăng thêm còn làm cho cấp độ sinh mạng tăng lên một mức mới ánh mắt nhìn thế giới của hắn từ lúc này cũng đã hoàn toàn khác trước hình như có thêm nhiều sắc thái mới thêm tươi sáng hơn rõ nét hơn và thân thiết hơn khí tức thiên đạo của hắn trở nên nồng đậm hơn hẳn, như hòa vào với trời đất, xuất hiện một mối liên hệ kỳ lạ, khiến Bạch Tiểu Thuần mơ hồ có cảm giác rằng hắn hoàn toàn có thể gọi sấm chớp đánh xuống. Thậm chí hắn còn có một cảm giác rất khó tả, hình như bản thân hắn lúc này trở nên giống giống với thế giới trong cơ thể huyết tổ, được trời đất ủng hộ hỗ trợ, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên cao, cảm giác này càng trở nên thêm thân thiết và mãnh liệt. Kim Đan Bạch Tiểu Thuần siết nắm tay, thép dài một tiếng, khiến người của Nghịch Hà tông bên dưới gào vang hoang hô. Hình như ta vẫn còn làm tiếp được nữa. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, bất tử trường sinh công vận chuyển, sau lưng hắn xuất hiện một cái tu la thân. Sau đó là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư, mỗi một tu la thân xuất hiện, khí thế của Bạch Tiểu Thuần lại tăng lên một phần, vượt qua kết đan sơ kỳ bình thường, làm mọi người đều phải há hốc mồm. Cái đám kiêu ngạo ngày xưa cũng không còn tâm tư ganh ghét được nữa. Hắn, hắn vẫn còn tiếp tục, sao lại như thế được, đây là sức mạnh nhục thể, không lẽ hắn còn muốn có một thân thể kim đan, kết đan trên chiến trường vốn đã là việc không ai tưởng tượng nổi, càng không cần nói tới việc hắn tạo nên thiên đạo kim đan hoàn toàn áp chế toàn trường. Thế mà Bạch Tiểu Thuần chẳng những không ngừng lại ở việc ngưng kết thành công thiên đạo kim đan, mà còn tiếp tục thể hiện sức mạnh cơ thể cường hãn khiến các tu sĩ xung quanh ai nấy đều bị chấn động đến ngơ ngác tám cái tu la thân liên tiếp hiện ra đến khi hiện ra cái thứ chín trời đất lại nổ vang chính đại tu la thân kinh thiên động địa khí thế như cầu vồng hắn không chỉ đột phá tu vi mà cả bất tử tu la thân cũng đột phá chính đại tu la thân như chính cửu tôn pháp tướng xoay quanh người hắn cùng ngửa mặt lên trời thét dài với hắn sau đó Hư ảnh tu la thân thứ 10 lờ mờ xuất hiện, nhưng cả người bạch tiểu thuần rung mạnh, hắn cảm nhận được trong người hắn xuất hiện một tầng. Gông cùng xiền xích Ngũ đại gông cùng xiền xích của cơ thể Bạch tiểu thuần lập tức hiểu ra, năm đó sau khi phá được tầng gông cùng xiền xích thứ nhất, hắn đã đem bất tử bị đại thành, và bây giờ, chính là tầng thứ hai, mặc dù chưa phá ra được, nhưng bây giờ, hắn đã chạm tới nó, cảm giác này giống như có bốn ngọn núi đang đè lên người và người đó đang có một khao khát muốn đánh vỡ tung bốn ngọn núi đó. Để đứng thẳng lên, giải tỏa bản thân. Chỉ thiếu chút nữa là đạt bất tử kim cương thân, nếu đạt được bất tử kim cương thân, ta có thể ngưng tụ ra được. Bất tử kim cương đan. Bạch Tiểu Thuần đầy chờ mong, trong lòng kích động, nhớ lại nội dung trong Bất Tử Công quyển 2, hắn đảo mắt, nhìn thấy thanh niên kết đang đang kinh hãi nhìn mình. Ngay lúc hai người nhìn thấy nhau, áp chế của thiên đạo khí tức cuối cùng cũng biến mất. Thanh niên kết đang sợ hãi lùi lại, y không thể không lùi, vì Bạch Tiểu Thuần mang tới cho y cảm giác nguy hiểm cực hạn. Chỉ đơn giản là nhìn nhau, nhưng đôi mắt của đối phương chẳng khác gì hai thanh kiếm sắc đâm xuyên vào mắt hắn, làm tâm thần hắn đau đớn chấn động, địa đang trong người hắn run rẩy. Thanh niên kết đang quay người bỏ chạy, trong không hà viện lập tức có mấy người vọt ra đuổi theo, họ rất nhanh, nhưng bạch tiểu thuần ở cách y gần hơn và tốc độ của hắn hồi còn là trúc cơ đã nhanh kinh người nhưng bây giờ còn nhanh hơn ngươi không thoát được đâu bạch tiểu thuần lạnh băng sát ý cuồn cuộn sau lưng xuất hiện cánh hám sơn chàng triển khai người ta không còn nhìn kịp hình ảnh của hắn chỉ miễn cưỡng thoáng bắt được quỷ tích di chuyển của hắn mà thôi chỉ trong chớp mắt hắn đã xuất hiện bên cạnh thanh niên kết đan hồi nãy ngươi đánh ta một chưởng giờ ta trả lại cho ngươi một chưởng bạch tiểu thuần vung tay một chưởng rơi xuống một chưởng này của bạch tiểu thuần mang theo sức mạnh của thiên đạo kim đan mang tới cả sấm sét và ý chí vô thượng nghiền ép tất cả người cùng cảnh giới thanh niên kết đan rú lên nguy cơ mất mạng làm y điên cuồng y biết mình trốn không thoát biết biện pháp duy nhất chính là cố gắng chịu đựng một chưởng này để chờ người tới cứu viện lúc này cảnh ngộ của y và bạch tiểu thuần ban nãy đã hoàn toàn đổi chỗ cho nhau. Y vỗ túi trữ vật, lấy ra rất nhiều pháp bảo, chỉ thẳng vào bạch tiểu thuần, thậm chí, há miệng phun ra. Địa đan của bản thân. Ta không tin, ngươi vừa bước vào kết đan cảnh, thì có thể một trưởng giết chết ta. Thanh niên gào lên. Trưởng của bạch tiểu thuần đập vào mớ pháp bảo của thanh niên. Những pháp bảo này nhanh chóng vỡ tan, một chưởng thế như trẻ tre vẫn tiếp tục đánh tới thanh niên kết đan. Một chưởng đánh xuống, chạm vào ngón tay thanh niên kết đan, ai cũng nhìn thấy ngón tay ấy hóa thành bụi bặm tan biến, chưởng tiếp tục ấn tới, chạm vào địa đan của thanh niên kết đan. Địa đan vỡ tan thành phấn, thanh niên kết đan phun máu. Ngươi muốn giết ta, ta sẽ giết ngươi. Bạch tiểu thuần lạnh lùng. Lời còn chưa dứt, tiếng kêu thảm thiết đã im bạc cơ thể thanh niên kết đan vỡ tan thành một mảng mưa máu tóe ra khắp nơi văng cả vào những tu sĩ kết đan của không hà viện xông tới cứu viện y bị giết chết chỉ bằng một chưởng mà thôi chỉ là một cái chớp mắt gọn gàng điều này làm các tu sĩ kết đan đều biến sắc đứng khựng lại đến lúc này họ mới ý thức được sự đáng sợ của thiên đạo kim đan vừa mới kết đan mà đã có thể chỉ một chưởng giết chết người cùng cảnh giới đây chính là đàn áp hoàn toàn làm sao không làm người ta kinh hãi. Phe nghịch Hà Tông ào lên hoang hô hưng phấn, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu. Nhìn lên những chân nhân Nguyên Anh ở trên không. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy. Mình với họ. Hình như cách nhau không xa lắm. Hắc hắc, các huynh đệ nghịch Hà Tông, toàn lực xuất kích, chiếm lấy. Không Hà Viện. Khuyết khê nhất mạch phong thần tử cười to, quát lên vang dội, tu sĩ nghịch hà tông gào lên hưởng ứng, ào ạt sông lên. Bạch tiểu thuần hít sâu, huyết khí nồng đậm hơn hẳn hồi còn là trúc cơ từ người hắn bùng ra, tản ra khắp nơi, khiến tu sĩ huyết khê nhất mạch lại được tăng lên chiến lực. Tốc độ và mức độ tàn khốc của cuộc chiến đã được đẩy lên một tầm cao mới. Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy rõ trong hai cánh rừng ven sông, tu sĩ nghịch Hà Tông đang ào ào đánh tới với khí thế mạnh mẽ, nhanh chóng không hà viện không đỡ nổi, không ngừng phải lùi lại, thế cục thất bại đã hiện ra rất rõ. Một cái đèn lồng màu xanh lục từ trong sơn môn không hà viện bay ra, vừa bay vừa không ngừng to ra, cuối cùng đã to tới chừng cả trăm trượng, tỏa ra uy áp mạnh mẽ, xung quanh đèn, vô số quan hồn gào lên thê lương không ngừng bay ra. Đây là một trong những chí bảo của không hà viện. Xong, một mặt trời màu đen đã từ bờ sông mọc lên, bên trong có một con quả trắng, nó mở mắt, rít lên một tiếng, bay thẳng về phía đèn lồng. Cuộc chiến đã đến mức độ hai phe phải dùng tới chí bảo để tranh hơn thua, đối với Nghịch Hà tông, mặt trời đen này là chí bảo mạnh nhất, nhưng đối với Không Hà viện, nó chỉ tương đương với chí bảo bình thường của họ mà thôi. Một tấm bia to chừng trăm trượng từ trong sơn môn Không Hà viện tiếp tục bay ra, hạ mạnh xuống đất. Tỏa ra khí tức tang thương qua vô vàng năm tháng, khu đất quanh bia gồ lên, như biến thành một nấm mồ cực lớn những cánh tay héo quắt từ trong đất thò lên nhưng tấm bia vừa hạ xuống một mặt trời màu trắng đã xuất hiện bên trong là một con quạ đen trích lên chói tai bay tới tấm bia ánh sáng của vần mặt trời trắng khiến những cánh tay héo quắt của mộ bia tan thành tro bụi từ tấm bia vang lên một tiếng gào một gương mặt cực to hiện ra trên tấm bia nó bay ra miệng há rộng như muốn nuốt chững mặt trời màu trắng tu sĩ đấu với tu sĩ, chí bảo đấu với chí bảo, mức độ thương vong đã đạt đến mức kinh thiên, tuy nhiên thế cục vẫn nghiêng về hướng nghịch Hà Tông tiến lên, không Hà Viện không ngừng lùi lại, về tới chân sơn môn của mình. Đến lúc này, chiến tranh đã tiến đến giai đoạn thứ ba. Sơn môn chiến Những tiếng đổ vang không dứt, ánh sáng của thuật pháp bay đầy trời, những tiếng kêu thê lương thảm thiết vang khắp bốn phương. Bạch Tiểu Thuần không còn đánh trong chiến trường trúc cơ, mà bay lên không trung, đấu với tu sĩ kết đan của không hà viện. Vốn dĩ tu sĩ kết đan của nghịch hà tông đã đang chiếm ưu thế về mặt số lượng, thế nên mức độ nguy hiểm cơ bản là không lớn, đồng thời càng giúp bạch tiểu thuần dần quen với cách giao chiến của cấp kết đan, cũng như có thêm kinh nghiệm chiến đấu. Chiến lực của hắn càng lúc càng mạnh, khiến tu sĩ kết đan của không hà viện phải kinh hãi. Trên một ngọn núi cao cách không hà viện một quảng xa có ba người đang đứng nhìn về phía chiến trường, ánh mắt họ có thể nhìn thấy rõ mồn một từng chi tiết của cuộc chiến. Ba người này, hai nam một nữ, nữ xinh đẹp tuyệt trần, rất là vũ mị, khí tức mạnh mẽ, nhưng dáng người mờ ảo, khi thì chân thật, lúc lại mơ hồ, nếu cứ cố nhìn chăm chú quá lâu, tất sẽ bị mắt hoa đầu ván. Hai nam còn lại, một người là tu sĩ trung niên, quanh người vờn quanh hắc khí, hắc khí ấy ngưng tụ thành hình những cái đầu lâu, xung quanh chỗ gã, cây cỏ đều héo úa, ngay cả đất đá cũng như bị ăn mòn đủ thấy loại hắc khí này có tính công kích rất mạnh như là ma khí người cuối cùng là một lão giả lão giả này mặc đạo bào dáng vẻ tiên phong đạo cốt khí tức rất là huyền diệu ba người này là đại diện của ba đại tông môn còn lại của khu vực trung du tinh hà viện cực hà viện và đạo hà viện nữ tử hư ảo là người của tinh hà viện người trung niên toàn thân ma khí tung hoành là đến từ ma tông cực hà viện. Còn lão giả, là đến từ trung du đệ nhất tông môn, đạo hà viện. Không hà viện. Sách thua rồi, thực thú vị, xem ra hàng xóm mới này của chúng ta có vẻ cũng không yếu lắm, vậy chơi mới vui. Có cả thiên đạo kim đan. E là người này sẽ làm cho tinh không đạo cực tông chú ý. Không hà viện chắc chắn thất bại, vậy phân ngạch của họ cũng nên điều chỉnh lại nhỉ. Ba người to nhỏ bàn bạc với nhau, nhìn nhau cười đầy hiểu ý, vẻ ai cũng rất khoái chí khi thấy không hà viện bị diệt vong. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé.